Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 47. Còn sót lại tầm 10 người vây giết Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, tất cả đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tay phải của mình, chỗ đấy lóe ra một đoàn bạch sắc quang mang bị bàn thạch thánh kiếm lưu lại vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy rõ tốc độ khôi phục. Bất hủ ý chí và bất diệt kim thân quả nhiên kỳ lạ, dù là không sử dụng lực lượng bạch thạch cũng có thể làm cho ta thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần chấn kinh. Ý chí hắn cũng càng ngày càng kiên định, vô luận như thế nào đều không thể buông tha lĩnh ngộ bất hủ ý chí, dù là đột phá chiến thánh cảnh cũng phải lĩnh ngộ lực lượng bất hủ. Trong lòng hắn ẩn ẩn có đủ loại cảm giác, bất hủ ý chí tại một chút phương diện có lẽ không yếu hơn so với tu la ý chí, thậm chí khả năng mang đến cho hắn kinh hỉ không tưởng được. Lão Tam, bọn hắn đều sợ mất mật, còn giết bọn hắn không? Đột nhiên, Bàn Tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, trên người hắn dính vết máu, hiển nhiên cũng giết không ít người. Bọn hắn đều là vì giết các ngươi mà đến, giữ lại bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đối với người muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, mười mấy tu sĩ còn sót lại cũng nhao nhao lộ vẻ sợ hãi. Giao cho chúng ta a. Quan Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hồn lực cung, cùng lúc đó, Bàn Tử cũng biến mất tại chỗ. Mà ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào trên người Ám Dực nơi xa đang giao phong với Công Tôn Dạ, khiến hắn hơi hơi ngoài ý muốn là, Công Tôn Dạ lại còn có thể cùng Ám Dực dây dưa lâu như vậy. Chiến đế trung kỳ, nguyên lai là so với lần trước lại mạnh lên không ít. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt, thực lực Công Tôn Dạ mặc dù cũng không tệ lắm nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ám Dực, vẫn chỉ là sự tình sớm muộn. Tiêu Phàm, người đừng khinh người quá đáng, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đúng lúc này, Công Tôn Dạ tiếng hét phẫn nộ lại đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về. À, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Công Tôn Dạ ngươi cũng cùng một dạng với những người vô song thánh thành khác, là một kẻ cuồng vọng hay sao? Đến Ám Dực đều chiến thắng không được còn dám uy hiếp ta. Tiêu Phàm thực không biết Công Tôn Dạ ngươi lấy dũng khí từ đâu. Tam ca, nhìn ta một tiễn bắn kẻ tự cho là đúng này. Quan Tiểu Thất dương cung cài tên, mũi tên đã nhắm chuẩn Công Tôn Dạ. Bị Quan Tiểu Thất cung tiễn khóa chặt, Công Tôn Dạ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân không được tự nhiên, sau đó bỗng nhiên một kiếm đẩy ra Ám Dực, nổi giận gầm lên một tiếng nói, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta. Dứt lời, quanh thân Công Tôn Dạ đột nhiên nhộn nhạo một tầng sóng ánh sáng nhàn nhạt, sóng ánh sáng như là sóng nước tại hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó chậm rãi biến mất ở không trung. Cũng ngay một khắc này, Tiêu Phàm mấy người cảm giác đầu choáng váng, vội vàng dùng hồn lực bảo vệ bản thân, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bất quá lúc này đã có từng đợt thanh âm kỳ lạ vang lên bên tai bọn hắn. Đây là thanh âm gì? Quan Tiểu Thất một mặt kỳ lạ, hắn cảm giác cả đời mình đều không nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy, cảm giác linh hồn đều được tẩy lễ. Lão Tam, Tiểu Ngũ, ta muốn đột phá. Bàn Tử cười khổ một tiếng, nghe được cái thanh âm kia, hắn cảm giác toàn thân cảm giác khẩn trương đều biến mất không thấy gì nữa, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Thôn phệ cửu phẩm lôi viêm long quả, tu vi hắn đã đạt tới bình cảnh, cho dù cố gắng áp chế cũng khống chế không được. Yên tâm, ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm gật đầu, bất quá hắn thần sắc lại ngưng trọng vô cùng, không dám mảy may buông lỏng. Vừa nãy Công Tôn Dạ rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn liều mạng, làm sao bây giờ lại giống như là trợ giúp bọn họ vậy. Tiêu Phàm không cho rằng Công Tôn Dạ sẽ hảo tâm trợ giúp bọn hắn, sự tình khác thường tất có yêu, việc này quá quỷ dị, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Dạ. Muốn đem mọi cử động của hắn nhìn rõ, nhớ kỹ trong lòng. Đáng tiếc khiến hắn thất vọng là, trên người Công Tôn Dạ trừ hồn lực huyền diệu ba động ra, cái gì cũng đều không có. Cái thanh âm kia phát ra từ nơi nào? Tiêu Phàm cau mày một cái nghi vấn này hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Đột nhiên, đại địa mãnh liệt rung động một cái, Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất cơ thể hơi run lên, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Ngược lại là Bàn Tử ngồi dưới đất điềm nhiên như không có việc gì. Chuyện gì xảy ra, địa chấn,
Quan Tiểu Thất kỳ lạ nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, một cỗ cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, hồn lực hắn giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, lông mày vặn thành chữ xuyên. Tam ca, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ. Quan Tiểu Thất nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hồn thú, mấy trăm ngàn hồn thú đang đến gần. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại nhìn thấy từng mảnh mây đen từ phía chân trời gào thét mà tới, trong con mắt hắn nhanh chóng biến lớn. Ngay lúc đó, cổ lâm nơi xa liên tiếp sụp đổ, từng đạo thân ảnh khổng lồ tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Vẹn vẹn phát ra khí tức liền khiến Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hãi hùng khiếp vía một trận. Hồn lực Tiêu Phàm thô liếc sơ một cái, những hồn thú này nhiều đến hàng trăm, đại bộ phận đều là tu vi chiến hoàng cảnh trở lên, còn có trên trăm đầu chiến đế cảnh, thậm chí có mấy đầu khiến Tiêu Phàm có áp lực thật lớn. Rất hiển nhiên, đó là hồn thú bát giai đỉnh phong, cũng chỉ có bát giai đỉnh phong mới có thể khiến Tiêu Phàm cảm nhận được nguy hiểm. Về phần cửu giai hồn thú thì Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, hơn nữa lấy thực lực hắn cũng không cảm ứng được cửu giai hồn thú tồn tại. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong này không có cửu giai hồn thú, bằng không, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Tiểu Thất, Sở Phiền, các ngươi thủ hộ lão nhị, ta và ám dực ngăn trở bọn chúng. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Những hồn thú này có thể so sánh lúc hắn ở Vô Song Thánh Thành giết chết gần một vạn người khó hơn rất nhiều, hơn nữa bản tử đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, không cho phép có bất kỳ sơ hở nào. Được. Lần này, Quan Tiểu Thất không chút do dự gật đầu, hồn lực cung đã sẵn sàng đón quân địch. Ta muốn một vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Phiền vũ động nắm đấm nhỏ. Lúc về cho ngươi, nơi này không mở hồn giới ra được. Quan Tiểu Thất tức giận chừng Sở Phiền một cái. Sở Phiền le lưỡi, sau đó thần sắc cũng ngưng trọng. Công tôn dạ, những hồn thú này là ngươi đưa tới. Tiêu Phàm con người sắc bén bỗng nhiên nhìn về phía Công Tôn Dạ nơi xa nói, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bởi vì thời điểm những hồn thú đó đang đến gần Công Tôn Dạ vậy mà tự động tránh, tựa như căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại, loại năng lực này cũng quá kỳ lạ. Công Tôn Dạ thực lực có lẽ không làm sao, nhưng loại năng lực này quá mức quỷ dị, nếu như là tại nơi hồn thú hoành hành, hắn há không phải vô địch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ liền không nên cho Công Tôn Dạ cơ hội, nên trực tiếp giết hắn. Tiêu Phàm, đây chính là hậu quả ngươi đối địch với ta, là ngươi bức ta làm như vậy. Thần sắc Công Tôn Dạ băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, ngươi có phải đang hối hận vừa nãy không giết ta hay không, đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Công tử, ta nhớ kỹ giống như có một loại chiến hồn có thể khu động hồn thú. Lúc này... Ám Dực một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Chiến hồn khu động hồn thú, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, chẳng qua là khi hắn nhìn bốn phía, thần sắc lại âm trầm xuống. Trên trời dưới đất, vô số hồn thú đang nhanh chóng tới gần, che khuất bầu trời đến đen lại, bọn hắn muốn rời đi, trừ phi mở ra một đường máu. Không sai, chiến hồn tên là Thiên Âm Thánh Tiêu, có thể phát ra một loại tiếng trời. Nghe nói loại thanh âm này ẩn chứa một loại thiên địa chi lực, tu sĩ nhân loại chúng ta cảm giác rất êm tai, nhưng đối với hồn thú mà nói, lại là tai nạn. Hồn thú ý chí yếu ớt sẽ bị loại thanh âm này khống chế, có thời điểm cửu giai hồn thú đều sẽ trúng chiêu. Ám Dực một hơi nói hết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới bản thân nói nhiều như vậy, mặc dù hắn còn không thoải mái Tiêu Phàm, nhưng đối với Phàm lại có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên, Sở Phiền một bên kinh hô một tiếng. Thiên Âm Thánh Tiêu, nơi này lại có loại chiến hồn này. Sở Phiền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Công Tôn Dạ. Ngươi biết, Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn Sở Phiền hỏi. Công tử là cùng ta nói chuyện. Ám Dực cổ quái nhìn Tiêu Phàm, vừa nãy hắn thập phần nghi hoặc, Tiêu Phàm kêu danh tự bốn người, bọn hắn nơi này rõ ràng chỉ có ba người. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một chỗ đất trống, chỗ này chỉ có một gốc cỏ non, chẳng lẽ Tiêu Phàm đang cùng một gốc cỏ non nói chuyện. Nghĩ vậy,
Ám Dực lại bỗng nhiên nhìn về phía Quan Tiểu Thất, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua trước đó Quan Tiểu Thất hướng về phía không khí nói chuyện, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đều điên hay sao? Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Ám Dực, mà lặng lặng nghe Sở Phiền nói chuyện, ta nghe nói qua, nghe đồn loại chiến hồn này đến từ linh tộc cầm giữ có nhiều loại chiến hồn âm loại, bọn hắn có thể mô phỏng bất luận kỳ thanh âm gì giữa thiên địa. Hơn nữa, linh tộc thập phần thân cận thiên địa, cùng hồn thú rất gần, bởi vậy, xa xôi đi qua cũng là linh tộc thống ngự hồn thú, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì linh tộc đột nhiên biến mất toàn bộ. À, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không thôi, trong lòng trầm ngâm nói, theo Tu La truyền thừa ghi chép, cho dù Nguyệt Thần cung hồn thú nhất tộc đệ nhất thế lực có vẻ như cũng chưa từng thống ngự qua hồn thú. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, chiến hồn đại lục biết bao rộng lớn, muốn thống ngự hồn thú là gian nan như thế nào, Tiêu Phàm khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không có năng lực này. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Phiền truyền âm rất nhanh, cơ hồ cũng liền một cái hô hấp, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ám Dực nói, người có biết phương pháp phá giải thiên âm thánh tiêu? Loại chiến hồn này đã gần như hòa vào huyết mạch, hơn nữa âm ba công kích vô ảnh vô hình, muốn công phá rất khó. Bất quá, Ám Dực lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lập tức lời nói xoay chuyển. Người nắm giữ loại chiến hồn này, thực lực bản thân cũng không tính cường đại như thế nào, chỉ cần giết hắn, những hồn thú sẽ tỉnh táo lại. Vậy liền giết hắn, trong mắt Tiêu Phàm hàn quang lấp lóe. Cho dù là hắn, đối mặt mấy trăm ngàn hồn thú, da đầu cũng hơi tê tê, có chút hồn thú mặc dù không có chiến kỹ đặc biệt nhưng thực lực bọn chúng so với tu sĩ nhân loại cùng cấp đều mạnh hơn. Nhất là sức mạnh thân thể, xa xa không phải tu sĩ nhân loại có thể so sánh. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, con người Ám Dực hơi hơi ngưng tụ, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không chuyển vũng nước đục này. Người có thể ngăn lại bọn hắn bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Dạ, Công Tôn Dạ một mực mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, bất quá hắn đều không đặt ở trong lòng. Việc cấp bách chính là giết Công Tôn Dạ, giải quyết hết trước mắt phiền phức. Nhiều nhất 10 hơi. Sau 10 hơi chỉ có thể mở ra một đường máu. Ám Dực mị mị hai mắt, 10 hơi, cũng chính là thời gian 10 cái hô hấp cực hạn. Tăng thêm ta và Sở Phiền, hẳn là có thể nhiều kiên trì 5 cái hô hấp. Quan Tiểu Thất nói ra, hắn và Sở Phiền chỉ là chiến đế sơ kỳ, hơn nữa lại không am hiểu tác chiến cận thân, 5 cái hô hấp đoán chừng hắn đều phải liều mạng. Đã qua một cái hô hấp, bắt đầu, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Trên người đột nhiên hiện ra một cỗ huyết sắc khí lãng, sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra một đôi huyết sắc cốt xí to lớn. Xương cánh cực kỳ rộng lớn, nhìn qua cứng cáp hữu lực, giống như hai thanh thiên đao, có thể chảm phá thương khung. Tu La thần dực, Ám Dực kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đủ để nhét cả quả trứng vịt. Trước đó hắn nghe được Tiêu Phàm chính là Tu La điện chủ, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có chân chính tin tưởng thân phận Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, Ám Dực hoàn toàn tin tưởng. Tu La thần dực, đây chính là bí kỹ Tu La điện điện chủ truyền thừa, người có thể tu luyện bí kỹ này, trừ Tu La điện chủ trong truyền thuyết, không còn người khác. Mà mẹ nó, Tam ca vậy mà thêm một đôi cánh này quá bá khí. Quan Tiểu Thất trực tiếp một câu chửi bậy để diễn tả bản thân chấn kinh. Cẩn thận, Ám Dực lấy lại tinh thần, khó chịu trong lòng đối với Tiêu Phàm biến mất không ít. Lấy hắn biết về Tu La điện chủ, đó cũng đều là nhân vật tâm ngoan thủ lạt, Tiêu Phàm không tra tấn hắn đã coi như là nhân từ. Nghe vậy, Quan Tiểu Thất lập tức cảnh giới nhìn bốn phía, một đám hồn thú đã không muốn sống xông lên. Nhìn kỹ, những hồn thú đó con ngươi đều đỏ bừng vô cùng, lộ ra quang mang khát máu, hiển nhiên đều là bị Công Tôn Dạ khống chế. Lại nói Tiêu Phàm thi triển Tu La thần dực xông ra, tốc độ đạt tới cực hạn. Xuyên qua một đám hồn thú hoàn toàn không công kích hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm thân pháp kỳ lạ, có lẽ sớm đã bị những hồn thú này đập chết, nhiều lần hiểm mà Tiêu Phàm lại tránh thoát một kiếp. Hiện tại còn muốn giết ta, Tiêu Phàm, nhìn ra ngươi không chỉ cuồng vọng, còn rất vô tri. Thanh âm Công Tôn Dạ châm chọc vang lên, nếu như trước đó Tiêu Phàm muốn giết hắn, có lẽ còn dễ dàng. Nhưng hiện tại... Có vô số hồn thú bị hắn khống chế, Tiêu Phàm muốn xuyên qua hồn thú ngăn cản cũng rất khó.
Vừa dứt lời, Công Tôn Giả quanh thân lần nữa nhộn nhạo từng đạo huyền diệu sóng ánh sáng, không đúng, chuẩn xác là sóng âm, chỉ là thực chất hóa, nhìn qua giống sóng ánh sáng mà thôi. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Công Tôn Giả đỉnh đầu còn hiện lên một cái hư ảnh bạch sắc, ống sáo tinh xảo đặc sắc. Hư ảnh như ẩn như hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác thập phần cường đại, căn bản là phát hiện không được. Cái ống sáo này cùng với những cực đại chiến hồn khác khác biệt, chỉ là như cây sáo phổ thông, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm liền nhận ra danh tự ống sáo. Quả nhiên là Thiên Âm Thánh Tiêu, bất quá có vẻ như chiến hồn này không có chân chính cùng huyết mạch Công Tôn Giả hòa làm một thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chiến hồn không cùng huyết mạch hòa làm một thể, thì triển trước mặt Tiêu Phàm không phải muốn chết sao? Lập tức Tiêu Phàm tựa như nghĩ đến cái gì, chậm chạp nói, nhìn ra Công Tôn Giả cũng không phải là linh tộc huyết mạch, chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tăng tốc, cực tốc trốn tránh hồn thú trùng kích bốn phía, chỉ cần mình có thể tới gần Công Tôn Giả, chính là lúc hắn chết. Thân ảnh Tiêu Phàm cấp tốc biến hóa, tránh thoát từng đầu hồn thú vây giết, thần sắc cũng chậm chậm ngưng trọng. Thời gian 15 cái hô hấp không dài. Sự tình lại dạng này, hắn không giết chết Công Tôn Giả, bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn sẽ phải chết. Lúc này, một đầu bát giai cự ưng hướng về phía Tiêu Phàm đánh giết mà đến, rung trời tế nhật, hoàn toàn ngăn lại đường đi Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm đưa tay chính là một chưởng, tốc độ mảy may không giảm, hướng thẳng đến đầu cự ưng giết tới. Phốc phốc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, trưởng cương mặc dù không thể chế ngụ cự ưng, nhưng Tu La Thần Dực lại trực tiếp đem cự ưng xé thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Còn có dạng này, kể từ đó, vậy liền dễ nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, một cỗ hồn lực bàng bạc từ hắn trên người nở rộ ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa tăng tốc, trực tiếp lấy Tu La Thần Dực mở đường, không chỗ nào không chạm, cho dù là bát giai trung kỳ. Thậm chí hồn thú hậu kỳ cũng hóa thành mảng lớn huyết vũ. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, Tu La Thần Dực không chỉ dùng tăng tốc độ lên, mà còn có thủ đoạn công kích cực kỳ lăng lệ. Tu La Thần Dực phải chăng có thể so sánh với cửu phẩm hay không thì Tiêu Phàm không biết, nhưng luận trình độ sắc nhọn thì vượt xa cửu phẩm hồn binh. Không có khả năng, ngươi làm sao mạnh như vậy? Công Tôn Giả lộ ra vẻ sợ hãi, cường độ sóng âm quanh thân lại lớn mấy phần, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, Công Tôn Giả trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mắt thấy Tiêu Phàm cách hắn chỉ có 20, 30 trượng, nói không khẩn trương là không có khả năng, Độc Cô Trường Phong cùng Lăng Băng Điệp mà Tiêu Phàm còn dám giết, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Theo sóng âm tăng cường, hồn thú bốn phía cũng điên cuồng hơn, như không muốn sống hướng Tiêu Phàm đánh tới, trong phạm vi 20, 30 trượng đều là thân ảnh hồn thú. Công Tôn Giả thừa cơ không ngừng lùi lại, lại kéo xa cự ly với Tiêu Phàm, trên mặt Công Tôn Giả lại hiện lên một vòng cười lạnh. Vô tình nhất kích, nhưng mà lúc này, một tiếng quát như sấm từ trong đống hồn thú truyền đến, Công Tôn Giả chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang từ trong đống hồn thú lít nha lít nhít xông ra, tốc độ giống như chớp lóe. Giống giống ngay sau đó, từng tiếng gầm thét vang lên, mấy đầu hồn thú trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vũ phiêu tán đầy trời rơi xuống. Hư không còn có một chút kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một đạo thân ảnh trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, Công Tôn Giả bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mắt trợn tròn, run giọng nói, làm sao có thể? Không cái gì không có khả năng, người có thể chết. Tiêu Phàm thần sắc phát lạnh, hai con người hắn đen kịt, băng lãnh, tựa như đang nhìn một người chết. Coi như ta chết, ta cũng muốn lôi kéo huynh đệ ngươi chôn cùng. Công Tôn Giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên phóng quang hoa đáng sợ, một đạo sóng âm to lớn chấn động mà ra, hư không rung động một cái tựa như không gian xếp tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm nghe vậy thầm nói không tốt, hắn đã nhìn không thấy bóng dáng quan tiểu thất bọn hắn, nơi đó đã bị vô số hồn thú vây chật như nêm cối. Dù là có ám dực, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc, vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền lấy lại tinh thần, sắc mặt băng lãnh nhìn Công Tôn Giả nói. Huynh đệ của ta nếu có chuyện gì, người sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm như huyễn ảnh xuất hiện ở trước người Công Tôn Giả, bàn thạch thánh kiếm trong tay trực tiếp xuyên thủng hồn hải hắn. Phốc,
đao vào trắng, đao ra đỏ, Công Tôn Dạ hai mắt đỏ bừng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá hắn lại không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào. Ngược lại cười lên ha hả, tùy tiện nói, Tiêu Phàm, lần này có huynh đệ ngươi bồi tiếp ta chết. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Công Tôn Dạ, hồn lực hắn mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức tất cả từng màn nơi xa đều in vào trong đầu hắn. Nhưng mà, Tiêu Phàm hắn phẫn nộ là, nơi đó trừ mấy chục hồn thú, cái gì cũng đều không có. Bàn tử không thấy, quan tiểu thất không thấy, sở phiền cùng ám dực cũng không thấy, chết hết. Còn bị một đám hồn thú nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn. Ngay sau đó, một cỗ sát khí vô cùng đáng sợ ngút trời từ trên người hắn nở rộ mà ra, sát khí xuyên thấu bên ngoài, biến thành kiếm khí thực chất hóa. Phốc phốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể Công Tôn Dạ, máu tươi chảy ra, cả người Công Tôn Dạ bị kiếm khí đánh thành cái sàng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nếu như không phải Tiêu Phàm không muốn Công Tôn Dạ dễ dàng chết như vậy, hắn làm sao có thể sống đến hiện tại? 15 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm vẻn vẹn tốn 13 cái, còn kém 2 cái hô hấp thời gian, nhưng chính là 2 cái hô hấp này mà bàn tử bọn họ lại chết. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần hối hận, sớm biết rõ mình càng liều một chút, dù là bản thân bị trọng thương cũng phải trước hết giết Công Tôn Dạ. Ha ha, Tiêu Phàm, người cả một đời cũng sống trong hối hận a. Công Tôn Dạ cười ha ha, vừa nói, trong miệng máu tươi dâng trào, thần sắc thập phần đau thương. Là ngươi xem ta một đời cũng sống trong hối hận, đáng tiếc, ngươi sống không bao lâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Công Tôn Dạ trên mặt cứng đờ. Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi nhìn bốn phía, nhưng mà lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nhưng cái thanh âm này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm con người băng lãnh mà đen kịt chậm rãi khôi phục bình thường. Hô, đột nhiên, cách Tiêu Phàm ba trượng có hơn, đột nhiên ba đạo thân ảnh xuất hiện, không được, nói cho đúng là bốn đạo thân ảnh, chỉ là Công Tôn Dạ thấy không rõ mà thôi. Vừa nói chuyện là quan tiểu thất, thần sắc hắn băng lãnh nhìn Công Tôn Dạ, hận không thể đem Công Tôn Dạ ăn sống nuốt tươi. Các ngươi làm sao có thể còn sống? Công Tôn Dạ kinh ngạc vô cùng. Lập tức đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, Tiêu Phàm, ta vừa đùa với ngươi, ta không muốn giết chết huynh đệ ngươi, không phải sao, bọn hắn còn sống. Nói đùa, nếu như không phải sở phiền, chúng ta hiện tại đã chết. Quan tiểu thất một mặt phẫn nộ nhìn Công Tôn Dạ, sát cơ phóng thích. Công Tôn Dạ toàn thân run một cái, vội vàng lại nói, Tiêu Phàm, tha ta nguyện ý làm chó, ta thực lực mặc dù không vào ngươi mắt. Nhưng là năng lực ta khẳng định sẽ giúp ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, chiến hồn ta là Thiên Âm Thánh Tiêu, có thể thao túng hồn thú phía dưới chiến thánh cảnh. Lần trước tại bạo loạn chi hải, trọng thương Vân Khê hồn thú cũng là ngươi làm ra. Tiêu Phàm híp hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, sự tình lần trước cũng là ta không đúng, ta nguyện ý trở thành nô tài của ngươi, thay ngươi điều khiển những hồn thú này, để ngươi được hạng nhất Nam vực đại bỉ, như thế nào? Công Tôn Dạ run giọng nói, vì sống sót, tôn nghiêm, cao ngạo tất cả đều quên mất. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Công Tôn Dạ, nhưng trong lòng thì có chút do dự, Thiên Âm Thánh Tiêu, chiến hồn lại kỳ lạ, nếu như có thể được, với ta mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là, Công Tôn Dạ gặp qua Tu La Thần Dực, coi như khống chế tư tưởng hắn, đoán chừng cũng sẽ bại lộ thân phận ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm chủ trừ, Công Tôn Dạ ánh mắt tỏa sáng. Xem ra mình vẫn có thể sống sót. Công Tôn Dạ, người phải cảm tạ huynh đệ của ta còn sống. Đột nhiên, Tiêu Phàm tà tà cười nói. Vâng vâng vâng. Công Tôn Dạ đầu như là gà con ăn gạo, gật không ngừng. Nhưng mà sau một khắc, Công Tôn Dạ con ngươi mở ra cực hạn, hắn phát hiện, đầu mình bỗng bay lên, hắn thân thể còn quỳ trên mặt đất. Mà Tiêu Phàm, chính cười lạnh nhìn xem hắn. Lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, cho nên, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Âm một tiếng, Công Tôn Dạ đầu đập xuống đất, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sợ hãi phun ra một đạo thanh âm, Tiêu Phàm, ngươi. Nguyên bản Công Tôn Dạ còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị tha cho hắn, dù sao, năng lực hắn đối với rất nhiều người mà nói đều là cực kỳ biến thái, nhưng hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm quyết đoán như thế, trực tiếp giết hắn.
dù là quan tiểu thất, Sở Phiền cùng ám dực cũng bị Tiêu Phàm dọa cho nhảy một cái, đây chính là thánh thành bát tuấn công tôn giả, cứ như vậy chết. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn công tôn giả, trong lòng nhẹ giọng nói, năng lực ngươi, ta sẽ không lãng phí. Dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân phóng từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ thi thể công tôn giả, tỏa hồn châu cũng kịp thời phong tỏa hồn lực quanh thân công tôn giả. Vừa mới Tiêu Phàm thử nghiệm một phen, tỏa hồn châu lại có thể khóa chiến hồn công tôn giả, mặc dù cũng không phải là ngưng thực như thế nào nhưng là chân chính khóa chặt. Cho nên Tiêu Phàm mới có thể quyết đoán giết công tôn giả như thế, bằng không mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là giàu gì một trận, dù sao năng lực công tôn giả đối với hắn mà nói rất hữu dụng. Cũng có lẽ là bởi vì chiến hồn thiên âm thánh tiêu của công tôn giả cũng không hoàn toàn hòa vào bên trong huyết mạch, tỏa hồn châu mới có thể khóa lại. Nếu như là chân chính chiến hồn cùng huyết mạch hòa làm một thể, muốn tước đoạt chiến hồn hắn cũng có chút khó khăn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn cũng nhận được một cái kết luận, đối với chiến đế cảnh, dù là bọn hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, chỉ cần chiến hồn không cùng huyết mạch hòa làm một thể, là hắn có thể tước đoạt cùng thôn vệ chiến hồn hắn. Nhìn công tôn giả quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm, quan tiểu thất bọn hắn mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại không nói gì thêm, yên tĩnh đứng ở bên cạnh không có quấy rầy. Về phần hồn thú bốn phía, công tôn giả vừa chết, con mắt bọn chúng liền khôi phục thanh minh, nhao nhao hướng bốn phía chạy đi. Bất quá còn có một chút hồn thú lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn, thiếu chút nữa thì xông lên, ám dực hữu ý vô ý phóng thích ra một cỗ sát ý lạnh như băng, chấn nhiếp hồn thú bốn phía. Mấy người đều không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, chỉ lặng lặng nhìn xem. Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh hỉ. Thời gian nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm rốt cục hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, bên trong hồn hải, xung quanh tỏa hồn châu ngưng tụ ra đạo hư ảnh thứ bảy. Đó là một cây sáo ngọc toàn thân bạch sắc nhưng lại trong suốt, sáo ngọc rất nhỏ nhưng lại tản ra một loại khí tức linh hoạt, kỳ ảo siêu phàm. Đây chính là cửu phẩm chiến hồn thiên âm thánh tiêu, thật đúng là kỳ diệu. Liếc mắt nhìn một cái liền cho ta có loại cảm giác sung sướng đê mê. Xem ra linh tộc cũng rất quỷ dị. Trong lòng Tiêu Phàm thất kinh, đáng tiếc, Lăng Thiên chiến hồn thiên hỏa kỳ lân cùng Giang U Nguyệt huyết sát U Nguyệt bị U Linh chiến hồn nuốt chửng luyện hóa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ khổ sở, đó cũng đều là cửu phẩm chiến hồn, cứ như vậy lãng phí, bất quá vừa nghĩ tới U Linh chiến hồn thuế biến mang đến cho hắn chỗ tốt, Tiêu Phàm lại thoải mái. Sau đó, Tiêu Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía quan tiểu thất, hắn trong lòng sớm đã có dự định, thiên âm thánh tiêu linh hoạt kỳ ảo như thế, đương nhiên là thích hợp quan tiểu thất nắm giữ xích tử chi tâm. Tam ca, ngươi nhìn ta làm cái gì? Quan tiểu thất bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run rẩy. Ta muốn cho ngươi chút đồ vật, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tiêu Phàm cười cười. Đương nhiên muốn, quan tiểu thất không chút do dự mở miệng nói, lấy hiểu biết hắn đối với Tiêu Phàm. Đồ vật có thể khiến cho Tiêu Phàm quan tâm, khẳng định không đơn giản. Bất quá quan tiểu thất rất nhanh lại bình tĩnh xuống, tựa như nhớ tới cái gì, lo lắng nói, bất quá tam ca, người chính là nghĩ một chút biện pháp giúp Sở Phiền a. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phiền, nếu như trước đó Sở Phiền là một tiểu lão đầu nói, hiện tại Sở Phiền đã gần đất xa trời, suy yếu tới cực điểm. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vừa mới vì cứu bọn hắn, ta tiêu hao sạch sẽ hồn lực. Sở Phiền nằm trên mặt đất, trên người nếp nhăn chen tại cùng một chỗ. Ám Dực mặc dù nghe không nghe được Sở Phiền nói, nhưng cũng không có kinh ngạc như thế, mới vừa rồi được Sở Phiền cứu lúc, hắn đã thấy diện mục Sở Phiền. Bất quá hắn trong lòng vẫn hết sức không thể bình tĩnh, một người nhìn không thấy, đây cũng quá quỷ dị. Tiểu thí hài, đa tạ ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn Sở Phiền, mặc dù hắn luôn cảm giác Sở Phiền là kẻ gây họa, đối với hắn trốn tránh, nhưng vừa mới Sở Phiền xác thực cứu quan tiểu thất bọn họ, Tiêu Phàm phát ra cảm kích từ nội tâm. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc, lại nói, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hồn lực, số lớn hồn lực, người hồn tộc chúng ta chỉ cần có đầy đủ hồn lực là được. Vừa nghe đến Tiêu Phàm chuẩn bị cứu hắn, Sở Phiền liền kích động. Được, Tiêu Phàm gật đầu. Trong bàn tay, linh khí thiên địa bốn phía lập tức điên cuồng dâng lên,
Mặc dù không cách nào mở ra hồn giới, nhưng Tiêu Phàm muốn tụ tập hồn lực, có U Linh chiến hồn thì vẫn rất đơn giản. Nhưng mà sau một khắc, động tác Tiêu Phàm trong nháy mắt ngưng kết, sau đó chậm rãi quay người, con người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phiền, tựa như muốn đem Sở Phiền nhìn thấu, mặc dù Sở Phiền đã là một người trong suốt. Tiêu đại ca, ngươi nhìn ta làm cái gì? Sở Phiền bị thần sắc Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, không khỏi bò về sau mấy bước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, tựa như bắt được cái gì, nhưng lại không rõ ràng. Ta không nói gì à? Sở Phiền thiếu chút nữa thì bị dọa khóc, tựa như tiểu hài làm sai sự tình. Tam ca, tiểu thí hài có vẻ như thực không nói gì. Quan Tiểu Thất vội vàng lên tiếng xin xỏ. Không đúng, ngươi vừa mới nói câu nào, cái gì hồn? Tiêu Phàm cau mày nói, đột nhiên lách mình ra, bỗng nhiên bắt lấy cổ áo Sở Phiền nói, hồn tộc. Ngươi mới vừa nói ngươi là người hồn tộc. Không, không, ta chỉ là nói sai. Sở Phiền vội vàng phủ định, nhưng mà ánh mắt hắn lấp lóe lại trốn không được Tiêu Phàm. Ngươi có tin ta hiện tại giết ngươi không? Tiêu Phàm thần sắc hung ác, lộ ra một bộ dữ tợn. Đương nhiên, Tiêu Phàm chỉ là dọa Sở Phiền một chút mà thôi, đừng nói Sở Phiền cứu Quan Tiểu Thất tính mạng bọn họ, coi như Sở Phiền không hề làm gì, Tiêu Phàm cũng không xuống tay được. Nhưng đây chính là quan hệ tính mệnh tiểu ma nữ, Tiêu Phàm căn bản chú ý không được nhiều như vậy, dù là về sau nhận lỗi, Tiêu Phàm cũng nhận. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm một mực tại tìm kiếm phương pháp giải cứu tiểu ma nữ, nhưng một mực không được, thật sự là tin tức liên quan tới hồn tộc quá ít. Hiện tại lại nhìn thấy một người hồn tộc, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ đây? Tam ca, Quan Tiểu Thất liền vội vàng kéo Tiêu Phàm bất ngờ đại biến, làm hắn cũng dọa phát sợ. Thế nhưng, lấy thực lực Quan Tiểu Thất, căn bản kéo Tiêu Phàm không nhúc nhích. Ngươi tại sao có thể đụng đến ta? Sở Phiền phản ứng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm đều không đụng tới hắn, lần này vậy mà trực tiếp đem hắn kéo dậy. Chỉ là cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, hắn lại không khỏi lạnh run, hiện tại có vẻ như không phải lúc quan tâm, vội vàng nói ta đúng là hậu duệ hồn tộc. Nói đến đây, Sở Phiền cúi đầu, dư quang nhìn Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm đem hắn nuốt sống. Ha ha, nghe vậy, Tiêu Phàm lại cười lên, tiện tay gắt gao đem Sở Phiền ôm ở trong ngực, kém chút không đem hắn nín chết. Quan Tiểu Thất ở một bên sờ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa thả ra Sở Phiền, hắn phát hiện, bản thân rất lâu không cười thoải mái như thế. Tiêu đại ca, Sở Phiền khiếp đảm nhìn Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, ngươi sẽ không ăn ta đi. Ăn ngươi, ta ăn ngươi làm gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ ta lớn lên giống kẻ ăn thịt người? Ngươi không ăn ta, Sở Phiền lộ ra vẻ kinh dị tựa như hắn nhận định, Tiêu Phàm nhận ra hắn là người hồn tộc, liền ăn hắn mới đúng. Này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, cũng đúng lúc này, khí tức trên người bàn tử càng ngày càng cuồng bạo, hiển nhiên cự ly đột phá đã không xa. Tiểu Thất, Ám Dực, các ngươi bảo hộ lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang Sở Phiền hướng về nơi xa kích xạ đi. Tam ca làm sao, làm sao? Quan Tiểu Thất không nghĩ ra, hắn bình thường luôn luôn chậm nửa nhịp. Ám Dực lại mị mị hai mắt, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền có mấy lời muốn nói, chỉ là không muốn Quan Tiểu Thất nghe được mà thôi, dù sao, Ám Dực cũng nghe không được Sở Phiền nói chuyện. Lập tức trong lòng trầm ngâm nói, tiểu thí hài trên người bí mật khẳng định không nhỏ, Tiêu Phàm không muốn để cho Quan Tiểu Thất biết, có lẽ là không muốn liên lụy hắn. Bên ngoài hai, ba dặm, hồn lực Tiêu Phàm bao phủ tứ phương, trong bàn tay cuồn cuộn linh khí thiên địa mãnh liệt mà vào, bị hắn luyện hóa về sau, lại chút vào thể nội Sở Phiền. Lúc này, thân thể Sở Phiền liền phong phú lên, da rẻ cũng trở thành non mịn. Đa tạ Tiêu đại ca. Sở Phiền cười hì hì nhìn Tiêu Phàm, khi biết Tiêu Phàm không muốn giết hắn, hắn cũng lớn gan rất nhiều. Ngươi vừa mới tại sao cho là ta sẽ ăn ngươi? Còn có, hồn tộc các ngươi chẳng lẽ không thể tự động luyện hóa linh khí thiên địa sao? Mặt khác, hồn tộc huyết mạch là thức tỉnh như thế nào? Tiêu Phàm liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Thật sự là hắn trong lòng tràn ngập đa nghi nghi ngờ, cũng thập phần lo lắng an nguy tiểu ma nữ,
nếu như lần này sau Nam vực đại bỉ còn không cho huyết mạch thể nội tiểu ma nữ thức tỉnh, tiểu ma nữ khả năng sẽ chết. Tiêu đại ca, những vấn đề này ta đều có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể đối phó ta. Sở Phiền con mắt lại bắt đầu chuyển động. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm ta nói lời giữ lời. Tiêu Phàm gật gật đầu, hết sức trịnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Sở Phiền gật gật đầu nói, cái vấn đề thứ nhất, là bởi vì ăn người thức tỉnh hồn tộc huyết mạch có thể lấy được tất cả những gì của người hồn tộc đó, cũng tỉ như Tiêu đại ca ăn ta, có thể có được chiến hồn của ta, tu vi của ta. Hơn nữa hồn lực ngươi cũng sẽ có đại đột phá, có thể nói, người hồn tộc trong mắt một ít người chính là một thiên tài địa bảo. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng, ăn người hồn tộc vẫn còn có dạng tốt này. Khó trách Sở Phiền không dám nói mình là người hồn tộc, nguyên lai là sợ Tiêu Phàm nuốt hắn, vừa nghĩ tới người ăn thịt người, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận phát run. Hắn không biết là, ăn chỉ là luyện hóa mà thôi, chỉ cần luyện hóa người hồn tộc, có thể có được tất cả hồn tộc. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày vặn thành chữ xuyên, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói, nếu ăn người hồn tộc có thể có được tất cả người hồn tộc. Nói cách khác, Diệp Thệ Thủy khả năng cũng biết rõ bí mật này, cho nên một mực nghĩ trăm phương ngàn kế để tiểu ma nữ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người hàn ý lặng yên phóng thích, không gian xung quanh đều lạnh tới cực điểm, thậm chí còn có sát ý lạnh như băng từ trong mắt lóe lên. Diệp Thệ Thủy, nếu như tiểu ma nữ có bất kỳ khác thường gì, dù ngươi là phụ thân nàng, ta cũng để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm nắm đấm vang lên kèn kẹt. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Sở Phiền bị dọa cho phát sợ, lập tức lại thở dài, ông cụ non nói, đây chính là bi ai người hồn tộc, cuối cùng đều đào thoát không được ma trưởng những người khác. Yên tâm, về sau ai dám ăn ngươi, cho dù là đối với ngươi động một cái ý niệm trong đầu, ta liền giúp ngươi phế hắn. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tạ ơn Tiêu đại ca. Sở Phiền cảm kích nhìn Tiêu Phàm, sau đó lại nói, kỳ thật. Hồn tộc chúng ta trước kia có thể tự động luyện hóa linh khí thiên địa, chỉ là về sau hồn tộc truyền thừa bị đứt, cho nên khi ta ở trạng thái hồn hóa liền không thể trực tiếp luyện hóa linh khí thiên địa. Loại trạng thái này sẽ bảo trì 3 tháng, sau 3 tháng chính là sẽ khôi phục bình thường, đương nhiên, nếu có hồn lực có thể trực tiếp hấp thu liền có thể sớm khôi phục. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này không cần Sở Phiền nói, hắn cũng đã đoán được, sau đó lại nói, hồn tộc huyết mạch như thế nào thức tỉnh. Tiêu Phàm đã sớm điều tra thân thể Sở Phiền, cùng trạng thái tiểu ma nữ hoàn toàn khác biệt, thân thể Sở Phiền là rất khỏe mạnh, căn bản không có bất kỳ dị dạng. Một phương diện có thể là Sở Phiền tuổi tác còn nhỏ, một phương diện khác, cũng có thể là Sở Phiền đã thức tỉnh hồn tộc huyết mạch. Tương đối mà nói, cái sau hy vọng tương đối rất lớn, dù sao, Sở Phiền có thể hồn hóa chính là ví dụ tốt nhất. Người hồn tộc muốn thức tỉnh huyết mạch, chỉ có một điều kiện. Sở Phiền hít sâu một cái nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, hoàn toàn không giống một tiểu hài mấy tuổi biểu hiện ra. Cái gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi biết rõ phương pháp hồn huyết thức tỉnh. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Sở Phiền cũng là một người có cố sự, bằng không làm sao có thể bị người gia tộc mình truy sát, phải biết, hắn vẫn chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Biến thành một phế nhân triệt để. Sau đó mới có thể thức tỉnh. Sở Phiền nghiến răng nghiến lợi nói, con người cũng biến thành đỏ bừng, Tiêu đại ca, người biết ta là như thế nào đi tới không? Tiêu Phàm không nói, hắn cảm giác tiểu gia hỏa 5-6 tuổi trên người trải qua không ít sự tình, giờ khắc này hắn nguyện ý trở thành một người lắng nghe. Nửa tuổi ta mở miệng nói chuyện, bởi vậy người khác đều gọi ta là thần đồng, người Sở gia chúng ta không giống các ngươi, phải chờ tới 7 tuổi mới có thể thức tỉnh chiến hồn. Chúng ta 3 tuổi liền có thể, bởi vì Sở gia có vô số linh đan diệu dược để cho thân thể chúng ta đạt tới cường độ người bình thường 7 tuổi có thể có. Sở Phiền tựa như lâm vào hồi ức. Ngừng lại, tiếp tục nói, 3 tuổi ta thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn hỏa hoàng ô, sau đó bị chủ gia coi trọng, đem ta đưa vào chủ gia, nhưng mà nửa năm tiếp theo, tu vi ta căn bản không tiến triển chút nào, Sở gia thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cũng không có dùng, tự nhiên vô cùng thất vọng. Nguyên bản bọn hắn muốn đem ta chạy về ta vị trí Sở gia chi mạch, nhưng mà hơn 4 tháng trước, đột nhiên có người Sở gia nói ta có thể là người hồn tộc. Tiêu đại ca,
người biết rõ bọn hắn còn không có xác định ta thực sự là người hồn tộc sẽ làm gì với ta không? Nói đến đây, lệ khí trên người Sở Phiền cũng đạt tới cực điểm, sát khí nặng nề nói, bọn hắn phế cửu phẩm chiến hồn hỏa hoàng ô, cũng đánh nát hồn hải, hủy kinh mạch ta. Ken két nghe được cái này, Tiêu Phàm mặt như băng xương, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, tựa như cách làm Sở gia đối Sở Phiền chính là đối với hắn. Bọn hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này là vì để cho ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, bởi vì hồn tộc huyết mạch chỉ có trên thân người không có bất kỳ hồn lực tồn tại mới có thể chân chính thức tỉnh. Nói đến nơi này, Sở Phiền đã cắn răng mở miệng, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, bên ngoài thân hắn có một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm nhàn nhạt nở rộ, sát khí vô cùng kinh khủng hóa thành kiếm khí thực chất hóa tàn phá bừa bãi. Có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này rất phẫn nộ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Về sau, ta nằm trên giường nửa tháng, có một ngày, ban đêm ta mơ một giấc mộng, bên trong giấc mộng kia ta sống vô số năm, ta thấy rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự tình, chờ thời điểm ta tỉnh lại, thân thể ta vậy mà khôi phục, hơn nữa, ta phát hiện thể nội bản thân lại thêm một cái chiến hồn. Sở Phiền chậm chạp nói. Nói đến nơi này, Sở Phiền đột nhiên cười lên, tựa như đang giễu cợt Sở gia, lại nói, Sở gia nói ta thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, sau đó liền cho ta rất nhiều thiên tài địa bảo để cho ta thôn phệ. Người không biết, hồn tộc chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể đột phá, cho nên thời gian nửa tháng, ta liền đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Vậy ngươi làm sao trốn đi? Tiêu Phàm hỏi, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn còn con nít, khóc cũng dễ dàng, cười cũng dễ dàng. Khó trách Sở Phiền biểu hiện cùng tiểu hài không giống, nguyên lai hắn tuổi còn nhỏ liền đã trải qua nhiều sự tình như vậy, hơn nữa, hắn làm giấc mộng kia đoán chừng cũng rất không đơn giản. Lúc ấy, ta nhanh đột phá chiến đế cảnh, đồng thời, bên trong cảm giác có một loại nguy hiểm tới gần, ta lúc ấy liền chuẩn bị chạy trốn. Sở Phiền vừa cười vừa nói, may mà lão bà cứu ta, bằng không ta thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão bà ngươi! Tiêu Phàm mặt sạm lại, tiểu thí hài mới 5 tuổi đi, vậy mà ông cụ non đến một câu lão bà của ta, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được đem hắn đánh một trận tơi bời. Bất quá ngẫm lại vẫn thôi đi, tiểu gia hỏa đã đủ đáng thương rồi. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy lại tinh thần, nửa tháng đột phá chiến đế, dạng tốc độ này có vẻ như cũng quá nhanh đi, cũng liền lần trước Vân Phán Nhi thức tỉnh một loại lực lượng thần bí huyết mạch có thể so sánh. Đúng vậy. Lão bà của ta kêu Sở Linh Nhi, nếu như không phải nàng âm thầm đưa ta đi, ta hiện tại đoán chừng đã bị tên khốn kiếp Sở gia ăn, không đúng, nói cho đúng là luyện hóa. Sở Phiền phẫn nộ vũ động nắm đấm mập mạp. Ngươi chạy, ngươi không sợ lão bà ngươi bị Sở gia giết. Xem ra, ngươi không phải một người đàn ông tốt. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, hắn phát hiện, Sở Phiền kỳ thật cũng rất có ý tứ. Đúng nha. Sở Phiền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó trong mắt lại bắn ra một đạo sát mang, nếu như Linh Nhi tỷ tỷ có cái gì ngoài ý muốn, một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt Sở gia. Tốt! Tiêu Phàm thưởng Sở Phiền một cái, lại hỏi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Sở Phiền cười ha ha, nói, kỳ thật, hồn tộc chúng ta lờ mờ có thể cảm ứng được thiện ác đối phương, liền giống như ngươi, ta từ trên người ngươi không cảm nhận được ác ý, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, cái này hồn tộc huyết mạch thật đúng là kỳ lạ. Sau đó Tiêu Phàm vuốt cằm nói, người xác định hồn tộc huyết mạch là thức tỉnh như thế này đúng không? Dù sao ta là dạng này, lão bất tử Sở gia cũng nói như thế. Sở Phiền đau sờ sờ đầu, nghiêng Tiêu Phàm một cái, ta rất buồn bực, ta rõ ràng hồn hóa, người tại sao có thể đụng phải ta? Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Điểm này hắn cũng không rõ ràng, nếu như nói hiện tại cùng lần trước nhìn thấy Sở Phiền khác nhau ở chỗ nào, vậy cũng chỉ có U Linh Chiến Hồn. U Linh Chiến Hồn hoàn toàn cùng huyết mạch hắn dung hợp tại cùng một chỗ, khiến Tiêu Phàm phát sinh biến hóa rất lớn. Sau đó Tiêu Phàm sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên, ấy ấy thầm nói, nếu như nói hồn tộc huyết mạch thật muốn thức tỉnh như thế, vậy thật là vô cùng tàn nhẫn. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ cần người khác nguyện ý. Tiêu Phàm cũng có thể thử nghiệm một cái, nhưng người hắn muốn cứu là tiểu ma nữ, Tiêu Phàm thế nào hạ thủ phế chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch nàng đây? Chính là tàn nhẫn như vậy,
Hơn nữa cái lão bất tử Sở gia kia nói, hiện tại hồn tộc sở dĩ không cách nào thức tỉnh, là bởi vì linh khí thiên địa không thuần túy, hồn lực hồn tộc chúng ta nhất định phải là thuần túy nhất, không thể có mảy may tạp chất, cho nên hiện tại chỉ có sinh tồn dục vọng đủ mạnh, mới có thể kích phát lực lượng huyết mạch người hồn tộc. Sở Phiền lại giải thích một câu. Nghĩ đến đây, hắn liền run run, tức giận không thôi. Lúc ấy mùi vị đó, ký ức hắn vẫn còn mới mẻ, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chớ nói chi là đứa trẻ này. Thuần túy hồn lực, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như bắt được một tia gì, mặc dù không rõ ràng nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác, không cần phế chiến hồn tiểu ma nữ liền có thể để cho nàng thức tỉnh. Chỉ là cụ thể là cái gì, Tiêu Phàm nhất thời nghĩ không ra. Không phải nói hồn tộc huyết mạch thức tỉnh cần hồn lực bàng bạc sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Đó là giả, còn có cái gì hồn lực bàng bạc so với linh khí thiên địa càng thêm bàng bạc sao? Sở Phiền vỉnh chân bắt chéo nằm trên một hòn đá. Tiêu Phàm gật đầu, tựa như minh bạch cái gì. Tiêu đại ca, có thể giúp ta khôi phục thân thể hay không? Loại trạng thái này thật không được tự nhiên, ta có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy ta. Sở Phiền đáng thương nhìn Tiêu Phàm nói. Người khác nhìn không thấy thì tốt chứ sao? Ngươi liền có thể trộm gà bắt chó. Tiêu Phàm bĩu môi nói, tiểu tử này nắm giữ loại năng lực này, về sau lớn lên khẳng định không làm chuyện tốt. Hiện tại cũng như thế chuồn mất, về sau không biết có bao nhiêu nữ hài tử sẽ cắm trong tay hắn. Sở Phiền vẻ mặt đưa đám, Tiêu Phàm nhìn không nổi, khoát tay một cái nói, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, bây giờ còn là nam vực đại bỉ, ngươi nếu bị những người khác phát hiện, sau đó chộp tới giải phẫu nghiên cứu, ta để ngươi khôi phục cũng được. Đừng đừng, Tiêu đại ca, ta như vậy là được, không cần khôi phục cho ta. Tiêu Phàm nói làm tiểu gia hỏa phát sợ, liền vội vàng khoát tay nói. Đúng rồi, người hồn tộc có phải đều có thể giống như ngươi hồn hóa hay không, để cho người ta không cảm ứng được. Vậy vì sao ta và tiểu thất lại có thể thấy ngươi? Nhìn thấy bộ dáng Sở Phiền, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, sau đó lại nghiêm nghị nói. Không phải mỗi người đều biết hồn hóa, mặc dù mỗi người hồn tộc cũng có năng lực đặc thù, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, giống như ta, có thể hồn hóa lẩn trốn, đây cũng là thủ đoạn hồn tộc chúng ta tự vệ, lần trước ta chính là dựa vào loại năng lực này mới thoát khỏi Sở gia. Sở Phiền lắc đầu. Tiêu Phàm gật đầu, hắn hiện tại cũng đại khái đoán được Sở gia trong miệng Sở Phiền là Sở gia nào, cũng không phải là Sở gia vô song thánh thành, mà là cổ tộc Sở gia. Hắn mặc dù rất muốn từ trong miệng Sở Phiền tìm được một chút tin tức của cha mẹ hắn, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất. Về phần Tiêu đại ca cùng Tiểu thất ca có thể nhìn thấy ta, là bởi vì lúc ta tiến vào vô song thánh thành, âm thầm lưu lại một đạo hồn ấn trên người các ngươi. Lúc này, thanh âm Sở Phiền lại vang lên. Hắn một mặt tự hào nhìn Tiêu Phàm nói, đương nhiên, hồn tộc chúng ta có một số người là cực kỳ am hiểu công kích, chỉ là hiện tại rất khó nhìn thấy người như vậy. Tiêu đại ca, người biết rõ hồn tộc danh xưng là gì không? Hồn tộc còn có xưng hào đặc thù. Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng biết rõ hồn tộc sẽ không đơn giản như thế, nếu như hồn tộc vẻn vẹn chỉ vì người khác làm áo cưới mà nói, loại huyết mạch này đã sớm đào thải. Đó là, Sở Phiền tự ngạo nâng cao đầu, giống như một thiết công kê mập mạp, nói, hồn tộc ta danh xưng thiên sinh thần tộc. Thiên sinh thần tộc, Tiêu Phàm nghe vậy, hít một hơi lạnh. Hắn biết rõ phân lượng hai chữ thần tộc, chỉ có cường giả chiến thần tọa trấn gia tộc hoặc là chủng tộc một mực nắm giữ lực lượng lớn mới dám tự xưng là thần tộc. Dù là xuất hiện chiến thần nhưng chiến thần về sau rốt cuộc không có tọa trấn gia tộc, cũng không dám xưng là thần tộc. Liền như cổ tộc Sở gia, cũng chỉ là danh xưng cổ tộc mà thôi, cho dù Sở gia đã từng xuất hiện chiến thần cũng không dám lấy tự cho mình là thần tộc, có thể nghĩ phân lượng thần tộc xưng hô thế này. Nhưng mà hồn tộc lại danh xưng thiên sinh thần tộc, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Hắn nghĩ từ bên trong tu la truyền thừa lấy được một chút tin tức liên quan tới hồn tộc, đáng tiếc khiến hắn thất vọng, những tin tức này đoán chừng phải chờ hắn phá giải càng nhiều phong ấn tu la truyền thừa về sau mới có tư cách biết rõ. Tại sao, hồi lâu, Tiêu Phàm phun ra hai chữ, trong lúc nhất thời không biết hình dung hồn tộc như thế nào. Bởi vì người hồn tộc chỉ cần không chết hiểu, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần. Sở Phiền không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trên mặt đều là vẻ đắc ý.
Tiêu Phàm cũng bị câu nói này triệt để trấn trụ, mỗi người đều có thể trở thành chiến thần, huyết mạch chi lực thật đúng là không phải đáng sợ bình thường. Tiêu đại ca, có phải cảm giác cùng chiến thần tương lai đối thoại, rất có áp lực hay không? Sở Phiền cười ha ha, một bộ dáng thiếu đòn. Cút, Tiêu Phàm tức giận nguyết hắn một cái, hắn cần hảo hảo tiêu hóa những tin tức này. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch lại sẽ phát sinh gì đây, đến cùng là chuyện xấu hay là chuyện tốt? Tiêu Phàm do dự, lấy thực lực hắn là không có khả năng bảo vệ tiểu ma nữ. Ta nhất định phải mau chóng đột phá chiến thánh. Tiêu Phàm cắn răng nói, hắn trong lòng tràn ngập đối với thực lực khát vọng, chỉ là muốn đột phá chiến thánh lại cần tìm cửu trọng vô tận chiến quyết, đây cũng là một chuyện phiền toái. Nếu là trước kia, hắn ngược lại không nhất định muốn tu luyện vô tận chiến quyết mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la ý chí, cũng chỉ có vô tận chiến quyết mới có thể để cho nó tiếp tục đột phá. Bát trọng tại huyết lâu, nhị trọng khác có phải có khả năng ở Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn hay không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn âm thầm quyết định, đợi sau khi vô song thánh thành kết thúc, nhất định phải đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn một chuyến. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang siêu cấp đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nắm Sở Phiền hướng nơi xa bay đi. Công tử, Ám Dực nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng đi tới. Tiểu thất đâu? Tiêu Phàm cau mày một cái, liếc nhìn lấy bốn phía, hắn lại không thấy được cái bóng quan tiểu thất. Ngược lại trên người bàn tử có lôi điện xen lẫn, thập phần bá đạo tùy tiện, hiển nhiên là vừa mới thành công đột phá chiến đế trung kỳ, lấy bàn tử chiến tộc huyết mạch, đoán chừng có thể cùng chiến đế đỉnh phong phổ thông chiến một trận. Hắn ở bên kia, Ám Dực chỉ một gốc cổ thụ cách đó không xa nói. Hồng hộc lời còn chưa dứt, một đạo hỏa diễm quang mang từ phía trên cổ thụ phóng lên tận trời, ngay sau đó, một chương cự cung in vào tầm mắt Tiêu Phàm, chính là cửu phẩm trục nhật cung. Tiểu thất cũng đột phá, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn biết rõ bàn tử cùng quan tiểu thất có được lôi viêm long quả. Thân làm cửu phẩm linh dược, bên trong lôi viêm long quả ẩn chứa lôi điện ý chí và hỏa diễm ý chí, bàn tử đột phá chiến đế trung kỳ ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng quan tiểu thất như thế nào sẽ đột phá đây? Quan tiểu thất lĩnh ngộ ý chí mặc dù có hỏa diễm ý chí, nhưng chủ yếu nhất vẫn là khoái mạn ý chí, dù sao, chiến hồn hắn là cung. Chỉ cần đột phá chính là chuyện tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ không ra liền lười nhác suy nghĩ, chờ tiểu thất đột phá chiến đế trung kỳ liền đem chiến hồn thiên âm thánh tiêu cho hắn. Chiến hồn thiên âm thánh tiêu, mặc dù Tiêu Phàm cũng rất muốn nắm giữ. Bất quá hắn nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định giao cho quan tiểu thất, dù sao, loại chiến hồn này là cực kỳ thưa thớt, Tiêu Phàm hắn nhiều một cái ít một cái cũng không có khác nhau quá nhiều. Tiêu đại ca, có một cỗ hồn lực bá đạo đang đến gần. Đột nhiên, Sở Phiền sầm mặt lại nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm lặng yên phóng thích hồn lực ra, u linh chiến hồn tan trong huyết mạch, linh giác hắn cường đại hơn nhiều, chỉ một thoáng, tất cả bốn phía đều in vào trong đầu Tiêu Phàm. Hồn thú trước đó bị Công Tôn Dạ triệu tập mà đến, mặc dù tán đi không ít nhưng còn một chút tiềm phục chung quanh cổ lâm. Nhưng Tiêu Phàm lại quỷ dị phát hiện, rất nhiều hồn thú tựa như bị kinh sợ, bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Sự tình khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, hồn lực tiếp tục hướng chung quanh khuếch tán đi, hai cái hô hấp sau, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba động xuất hiện ở phạm vi hồn lực Tiêu Phàm. Ngay sau đó, một đầu thân ảnh hồn thú lớn đến một trượng, dài ba bốn trượng to lớn in vào trong đầu Tiêu Phàm, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi rung động một cái, nếu như chỉ luận hình thể mà nói, Tiêu Phàm không thèm để ý, cái kia tối đa cũng chính là một đầu lục giai hồn thú mà thôi. Nhưng thân ảnh quanh thân cuồng bá lôi điện chi lực, lại khiến Tiêu Phàm một trận kinh hồn táng đảm, cho dù là bàn tử lĩnh ngộ lôi điện, uy thế có vẻ như cũng không hơn cái này. Chủ yếu nhất là hồn thú đang lao nhanh phía trên cổ lâm, xông thẳng đến hướng bọn hắn. Má nó, lại là tử tinh lôi thú. Tiêu Phàm trực tiếp nói tục, mà khi hồn lực hắn chạm tới tử tinh lôi thú, trực tiếp nổ tung, có thể nghĩ lôi điện chi lực đáng sợ. Tử tinh lôi thú, Ám Dực hơi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng lo lắng. Hẳn là hướng về phía lão nhị mà đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái,
Bàn tử vừa mới đột phá, trên người nở rộ lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ, đoán chừng kinh động không ít hồn thú. Đại khái là tu vi gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy bàn tử chậm rãi đứng dậy, một cỗ thao thiên chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra. Mặc dù chỉ vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, nhưng hắn phát ra khí thế vậy mà không thể yếu hơn chiến đế hậu kỳ. Hẳn là bát giai hậu kỳ trở lên, hồn lực ta nhìn không thấu. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, lão nhị, ngươi, lão tam, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ta còn thiếu tỏa kỵ sao? Bàn tử cười ha ha một tiếng, tỏ ra đắc ý, trong bàn tay xuất hiện chiến thiên kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Giống, một tiếng kịch liệt giống giận dữ chấn động cửu tiêu, đám mây không trung trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, không khí đều ngạt thở. Oanh, một đạo tử sắc lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào trăm trượng quanh bàn tử có hơn, đại địa mãnh liệt run rẩy, Tiêu Phàm mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngưng lại. Đó là một đầu cự thú toàn thân hiện lên tử sắc, dường như nạm từng khối tử sắc tinh thể trong suốt, chỉnh thể nhìn qua như sư tử, như hổ, uy phong lẫm lẫm. Tử sắc tinh thể chính là áo giáp, tản ra từng đạo tử sắc quang hoa lưu chuyển quanh thân nó, nhìn qua quý khí chí tôn. Thân thể cao một trượng, dài hơn ba trượng cũng không lộ vẻ bá đạo cỡ nào nhưng lại khiến Tiêu Phàm bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Lão nhị cẩn thận. Tử tinh lôi thú đoán chừng đã là bát giai đỉnh phong, rất có thể sắp đột phá cửu giai. Tiêu Phàm kịp thời nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bát giai đỉnh phong sao? Bàn tử nghe vậy, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên, dẫn theo chiến thiên kích từng bước một đi qua. Tiêu Phàm muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bàn tử là một người trầm ổn, không có khả năng cầm tính mạng mình nói đùa. Giống. Tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, tử sắc quang hoa tỏa ra quanh thân, phẫn nộ nhìn chằm chằm bàn tử, chỗ sâu đáy mắt càng lóe qua một tia tham lam. Đồng dạng, bàn tử cũng như thế, liếm liếm bờ môi khô ráo nhìn tử tinh lôi thú, chiến thiên kích vung lên, một vệt sáng liền xông thẳng đến tử tinh lôi thú. Tử tinh lôi thú bên trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường, hắn không tránh, lưu quang trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Oanh một tiếng. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, tử tinh lôi thú đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, lưu quang căn bản không làm gì được hắn. Phòng ngự thật mạnh, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, quả nhiên không hổ là một trong tam đại thánh thú, hơn nữa danh xưng đệ nhất nhục thân bên trong thánh thú. Hiện tại nó vẫn chỉ là bát giai đỉnh phong, nếu như đột phá cửu giai, lực phòng ngự càng thêm bất phàm. Ám dực cũng ực ực nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng bị lực phòng ngự tử tinh lôi thú làm cho chấn kinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nếu như lão nhị có thể hàng phục tử tinh lôi thú, thực lực tất nhiên sẽ lại tăng mấy phần, chỉ là muốn hàng phục nó quá mức gian nan. Hồn thú nắm giữ huyết mạch cửu giai không ít, một khi đột phá cửu giai liền có thể xưng là thánh thú, mà ở bên trong thánh thú lại có ba loại hồn thú mạnh nhất. Ba loại hồn thú chính là Hoàng Kim Thánh Sư, tử tinh lôi thú, cùng Huyền Băng Thiên Phượng. Tiểu Kim có phải là Hoàng Kim Thánh Sư hay không? Tiêu Phàm một mực hoài nghi, bình thường mà nói, Hoàng Kim Thánh Sư sẽ lãnh ngộ lực lượng kim thuộc tính, có thể hóa thành Hoàng Kim, lực phòng ngự kinh người. Nhưng Tiểu Kim lại không có lĩnh ngộ lực lượng phương diện này, nó lĩnh ngộ chính là lực lượng hai loại thuộc tính thủy hỏa, nhưng nói đi thì nói lại, bề ngoài Tiểu Kim cùng Hoàng Kim Thánh Sư cơ hồ giống nhau như đúc. Thực lực Tiểu Kim, Tiêu Phàm đã từng gặp qua, nếu như Tiểu Kim toàn lực đánh với hắn một trận mà nói. Tiêu Phàm cùng giai cũng chưa hẳn là đối thủ Tiểu Kim. Đồng dạng, tử tinh lôi thú cùng Hoàng Kim Thánh Sư nổi danh, thực lực tự nhiên sẽ không đơn giản, huống chi, nó còn cao hơn bàn tử hai cảnh giới. Chỉ cần không có đột phá cửu giai, càng mạnh càng tốt. Bàn tử tùy tiện cười một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý hiện lên, chiến thiên kích chỉ tử tinh lôi thú nói, ta vừa vặn còn thiếu tỏa kỵ, ngươi vừa lúc phù hợp. Giống. Tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện nhào về phía bàn tử, bị một cái nhân loại tu sĩ nhỏ yếu khiêu khích, tử tinh lôi thú triệt để tức giận. Đến, bàn tử cười lớn một tiếng, thân thể cũng hóa thành kim sắc thiểm điện nhào về phía tử tinh lôi thú. Oanh, một người một thú tốc độ rất nhanh, trực tiếp như thiên thạch, lưu tinh đâm vào một chỗ, lôi điện chi lực đáng sợ kém chút xé rách hư không,
từng đầu lôi long xen lẫn hư không, khí thế khiếp người. Chi chi chi, tựa như vô số chim chóc líu lo, thanh âm này thập phần bén nhọn, chói tai, Tiêu Phàm cùng Ám Dực bị một cỗ lực lượng to lớn hất tung bay, bộ mặt trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh, con người Ám Dực hơi hơi co rụt lại, hắn đối với thực lực bản thân thập phần tự tin, nhưng nếu như chính diện cùng bàn tử giao thủ, cũng cảm giác kinh hồn táng đảm, dù sao, hắn am hiểu chính là ám sát chi thuật. Cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng nổ vang, một đạo kim sắc thiểm điện bay ngược ra, hung hăng đập xuống đất, trượt ra xa vài trăm thước mới dừng lại. Những nơi đi qua, đất đá bay vụt, bụi bặm răng đầy, có thể thấy một kích này đáng sợ, rất hiển nhiên là bàn tử bị đập bay. Đối diện, tử tinh lôi thú toàn thân hơi hơi run rẩy, trên thân thể có mấy khối tử tinh xuất hiện từng đạo liệt phùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Nó nhe răng trợn mắt nhìn bàn tử, lôi điện quanh thân xen lẫn càng thêm hừng hực, bàn tử mặc dù bị nó bắn bay, nhưng nó khinh thường lực lượng bàn tử cũng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tam ca, muốn chúng ta xuất thủ hay không? Đột nhiên, quan tiểu thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện khí tức trên người quan tiểu thất thập phần bình ổn, căn bản không giống bộ dáng vừa mới đột phá, nhưng Tiêu Phàm linh giác biết bao nhạy cảm, liếc thấy đi ra. Tiểu ngũ không hổ là nắm giữ xích tử chi tâm, nghe đồn tu vi càng cao, xích tử chi tâm ưu thế thể hiện càng rõ, có lẽ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến phía trước chúng ta. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó lại lắc đầu nói, nhị ca ngươi tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn không kêu chúng ta, nhất định là không muốn chúng ta xuất thủ, hơn nữa, tử tinh lôi thú thụ thương, không phát huy toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, quan tiểu thất vẫn lo lắng không thôi, dù sao, tử tinh lôi thú phát ra khí tức liền hắn đều sợ hãi a. Không cái gì có thể, mỗi người đều có kiên trì bản thân, làm huynh đệ, chúng ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Còn người Tiêu Phàm kiên định nói. Quan tiểu thất không nói chuyện, Tiêu Phàm lại vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đúng rồi, trước đó nói có chút đồ vật tặng cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi. Không đợi quan tiểu thất phản ứng, Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra một mai long văn kim châm, trực tiếp cắm vào đầu quan tiểu thất, nhanh đến hắn căn bản không phản ứng kịp. Nhìn một màn này, Ám Dực cùng Sở Phiền không khỏi hít một hơi lạnh, kim châm dài như vậy cắm vào trong đầu, sẽ không chết chứ. Buông lỏng một chút, rất nhanh liền tốt, chờ ngươi tỉnh lại có lẽ lão nhị cùng tử tinh lôi thú chiến đấu cũng kết thúc. Tiêu Phàm cười cười. Được. Quan tiểu thất gật đầu, trên đời này Tiêu Phàm tuyệt đối là một người hắn tin tưởng nhất, tự nhiên không có chút do dự. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại phong cấm hồn hải quan tiểu thất. Tiện tay như là cho Phong Lang cùng Ảnh Phong sáng tạo chiến hồn thứ hai, đem cửu phẩm chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu vừa mới lấy từ trên người Công Tôn Dạ đưa vào bên trong hồn hải quan tiểu thất. Ám Dực cùng Sở Phiền nhìn không biết vì sao, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được khí tức trên người quan tiểu thất đang không ngừng mạnh lên. Phải biết, hắn vừa mới đột phá chiến đế cảnh trung kỳ đó, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Đang lúc Tiêu Phàm đem Thiên Âm Thánh Tiêu chiến hồn đưa vào hồn hải quan tiểu thất, bàn tử cùng tử tinh lôi thú cũng điên cuồng giao chiến cùng một chỗ. Bàn tử một lần lại một lần bị bắn bay, nhưng mà mỗi một lần chỉ một lát sau liền đứng dậy, lần nữa xông lên, tựa như không biết mỏi mệt. Trên người hắn xen lẫn kim sắc lôi điện hình thành một tầng áo giáp màu vàng óng, chiến ý trùng thiên, so với trước càng thêm lăng lệ cùng đáng sợ. Thân làm người chiến tộc vốn là bên trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần còn một hơi thở, thể nội chiến tộc huyết mạch bọn hắn liền vĩnh viễn không ngừng sôi trào. Dù là trên người hắn đã máu me đầm đìa, bàn tử cũng không có mảy may khiếp đảm cùng e ngại, chiến thiên kích vũ động, hào khí trùng thiên, chiến huyết nóng hổi. Tử tinh lôi thú ngay từ đầu còn khinh thường bàn tử, nhưng một phen chiến đấu, hắn phát hiện bàn tử càng đánh càng mạnh, điều này không khỏi làm nó nhớ tới một chủng tộc trong truyền thuyết. Nếu như không phải muốn lấy được lôi điện chi lực trên người bàn tử, có lẽ tử tinh lôi thú cũng không muốn cùng bàn tử đánh nhau, nó phòng ngự tuy mạnh nhưng lực lượng bàn tử lại áp chế hoàn toàn nó. Một nén nhang trôi qua rất nhanh, một người một thú đã chiến đến chân trời, Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi bàn tay, sắc mặt có chút trắng bệch, cùng lúc đó, trên người quan tiểu thất bộc phát ra một cỗ hồn lực đáng sợ ba động. Mấy tức về sau, tất cả khí tức nội liếm, quan tiểu thất đột nhiên mở hai mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm.
muốn mở miệng nhưng lại bị Tiêu Phàm truyền âm ngăn cản, đây chính là đồ vật ta đưa ngươi, bất quá ngươi một mình biết là được. Quan Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển, hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tặng hắn một cửu phẩm chiến hồn. Ong ong đột nhiên, ngọc bài bên hông Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất phóng một đạo quang hoa sáng chói, ngay sau đó, một đạo thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất trước tiên lấy lại tinh thần, cầm lấy ngọc bài trong tay, tựa như đang đợi cái gì. Thi đấu vòng thứ nhất kết thúc, hiện tại tất cả mọi người dựa theo ngọc bài chỉ thị tiến vào khu vực thi đấu vòng thứ hai. Một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Vòng thứ nhất nhanh như vậy kết thúc, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nơi này vốn không lớn, rất dễ dàng gặp được những người khác. Hơn 18.000 người, đào thải một nửa vẫn rất dễ dàng, tựa như Tiêu Phàm, hắn một người liền không biết giết bao nhiêu. Yên tĩnh. Tiêu Phàm làm một cái thủ thế im lặng, nhìn chằm chằm ngọc bài vẫn như cũ còn phóng quang hoa. Quy tắc thi đấu vòng thứ hai, xuyên qua U Minh Quỷ Quật sẽ thấy 108 phong, từ hiện tại bắt đầu tính toán, nửa tháng sau 108 người chiếm cứ 108 phong sẽ tiến vào vòng thứ ba. Đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên, thần sắc Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, vòng thứ nhất đào thải hơn 9.000 người, tỷ lệ đào thải cũng coi như cao. Vòng thứ hai lại là trong 9.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cái này cạnh tranh cũng có chút khủng bố. Mặc dù hắn không biết U Minh Quỷ Quật là cái gì nhưng ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác bất phàm, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, coi như thông qua U Minh Quỷ Quật, đến cái gọi là 108 phong, cũng phải đối mặt tu sĩ khác khiêu chiến, nửa tháng sau còn 108 người chiếm 108 phong mới có thể thành công vào vòng trong. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt bị một cái mũi tên trên ngọc bài hấp dẫn, không cần nghĩ cũng biết rõ, mũi tên chỉ hẳn là vị trí U Minh Quỷ Quật. Ám dực, người biết U Minh Quỷ Quật là cái gì không? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói người tiến vào bên trong có 4 người sẽ chết ở bên trong, 3 người sẽ điên, mặt khác 3 người có thể thông qua, mà người thông qua sẽ có thu hoạch rất lớn. Đại bộ phận đều sẽ trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Ám dực lắc lắc đầu nói. Hắn là sát thủ Diêm La Phủ, đúng vô song thánh thành Nam vực thi đấu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, lần này vì tiến vào sát lục cổ địa truy sát Tiêu Phàm, hắn cũng tìm hiểu không ít tin tức. Chỉ là hắn thấy, giết chết Tiêu Phàm căn bản không tất yếu tiến vào vòng thứ hai, cho nên biết tin tức không cần nhiều, thật không nghĩ đến kết quả là lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Chiếu theo ngươi nói, cuối cùng có thể thông qua vòng thứ hai, cũng liền không sai biệt lắm không đến 3.000 người. Tiêu Phàm sờ cầm một cái. Hắn trước kia nghe bàn tử nói qua Nam vực đại bỉ rất tàn khốc, bất quá so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn tốt hơn một chút, chí ít không có tàn khốc như sát phương thí luyện. Không sai, cuối cùng hẳn là 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Ám dực gật gật đầu. Lão Tam, Tiểu Thất, các ngươi đi trước. Ta sau đó sẽ theo lên. Đang lúc Tiêu Phàm nhìn về phía bàn tử cùng tử tinh lôi thú, thanh âm bàn tử kêu to vang lên. Nhị ca, nếu không chúng ta giúp ngươi giải quyết nó. Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, hắn không giết chết được ta, rất lâu không có một trận chiến niềm vui tràn trề như vậy, không cần các ngươi nhúng tay. Bàn tử trực tiếp cự tuyệt nói. Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì? Lại bị Tiêu Phàm ngắt lời nói, lão nhị, vậy ngươi xong rồi lên. Tiểu Ngũ, chúng ta đi. Không đợi Quan Tiểu Thất cự tuyệt, Tiêu Phàm liền dẫn Sở Phiền hướng về nơi xa bay đi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức hồn lực bàn tử đang thay đổi mạnh. Có lẽ, đối với bàn tử mà nói, tranh đoạt thứ tự Nam vực đại bỉ đối với hắn cũng không có quá nhiều giá trị, tham gia Nam vực đại bỉ cùng một đám cao thủ giao phong không phải là tỉ thí với nhau để mạnh lên sao. Lần này người bên trong Nam vực đại bỉ không có bao nhiêu người thực lực so với tử tinh lôi thú mạnh hơn, bàn tử cùng tử tinh lôi thú chiến đấu, thực lực hắn nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Chiến tộc huyết mạch, chỉ có chiến đấu mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, chỉ cần chút thời gian bàn tử giã tính áp chế lại, cho nên tu vi tiến lên tương đối chậm mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiêu Phàm tin tưởng thực lực bàn tử. Ám dực cùng Quan Tiểu Thất do dự. Cuối cùng cũng cùng đi lên, chỉ có bàn tử cùng tử tinh lôi thú tiếp tục chiến đấu.
Đang lúc Tiêu Phàm bọn hắn dựa theo mũi tên trên ngọc bài chỉ dẫn hướng về U Minh Quỷ Quật, bên trong cổ lâm cách vị trí bản tử cùng tử tinh lôi thú chiến đấu không xa, ẩn núp trên trăm thân ảnh. Lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc ở trên không bay lượn, chui vào trong cổ lâm. Thiếu gia, Công Tôn Dạ Thực bị Tiêu Phàm giết chết, hơn nữa Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất đã rời đi, chỉ lưu lại bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng một đầu bát giai tử tinh lôi thú chiến đấu. Bóng đen lách mình xuất hiện ở trên cành cây đại thụ, cung kính quỳ gối trước người một thanh niên mặc áo đen. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, thanh niên mặc áo đen chính là Độc Cô Trường Phong đào tẩu trước đó. Nam Cung Tiêu Tiêu, Độc Cô Trường Phong con người băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói, tất cả mọi người chậm rãi tới gần, đừng để bàn tử trốn thoát, hắn cùng với tử tinh lôi thú đồng quy vu tận cũng liền thôi. Nếu như không có, vậy liền chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đó là giết hắn, dù sao vô luận dùng thủ đoạn gì, đều phải làm hắn chết cho ta. Vâng, thiếu gia, đám người gật đầu, sau đó liền biến thành từng đạo bóng đen biến mất ở trong cổ lâm. Chỉ một thoáng, trong rừng liền chỉ còn lại Độc Cô Trường Phong cùng bốn hắc y nhân, trên người bốn người phát ra khí tức đều là chiến đế cảnh trung hậu kỳ, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Tiêu Phàm, ta giết không được ngươi, nhưng huynh đệ người thì ta lại có thể tùy ý giết, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ta, bàn tử là kẻ thứ nhất. Độc Cô Trường Phong nhe răng cười một tiếng, cười thập phần dữ tợn. Độc Cô Trường Phong trong đầu đã hiện lên tình cảnh bàn tử chết, thần sắc càng ngày càng âm lãnh. Hơn 10 dặm có hơn, bàn tử vẫn như cũ cùng tử tinh lôi thú kịch liệt đấu chiến tại một chỗ, bàn tử lần lượt bị tử tinh lôi thú bắn bay, lại lần lượt đứng lên. Trường bào màu trắng che kín vết máu, bất quá hắn mảy may không quan tâm, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Chính là đánh tử tinh lôi thú đứng không đứng dậy mới thôi. Theo thời gian đưa đẩy, kim sắc lôi điện khí diễm bên ngoài thân hắn càng ngày càng ngưng thực, cùng áo giáp Tiêu Phàm giết chóc đã có thể đưa đến tác dụng phòng ngự nhất định. Đối diện tử tinh lôi thú càng đánh càng kinh ngạc, nó trong lòng cũng thập phần không thể bình tĩnh, bàn tử khí thế càng ngày càng mạnh, ý chí chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nó trên người đã có mấy phiến lân giáp vỡ nát, chảy ra tử sắc máu tươi. Thực lực bàn tử mặc dù không thua hắn, nhưng lực lượng kia tựa như là khắc tinh nó. Bình thường nó tự cho là phòng ngự cao, trước mặt bàn tử hoàn toàn không tính là gì, từng ấy năm tới nay, nó còn là lần thứ nhất bị người đánh cho tử tinh chiến giáp bị vỡ. Lại đến, bàn tử cuồng tiếu, hắn há mồm thở dốc, máu tươi đầy mặt, nhìn qua thập phần dữ tợn. Giao chiến lâu như vậy, hồn lực hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải ý chí chiến đấu trèo trống, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Giống, tử tinh lôi thú gầm thét, cũng không thanh thế như trước đó, hiển nhiên nó cũng bị thương không nhẹ, nó lăng không dạo bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tử. Nó nghĩ không ra, tại sao tên nhân loại này sẽ cường đại như thế, phải biết nó còn cao hơn đối phương hai tiểu cảnh giới A, dù là thân thể bản thân xảy ra vấn đề cũng có thể tùy tiện thắng hắn mới đúng. Bất quá! Nó thân làm tử tinh lôi thú, tự có cao ngạo, sẽ không bị một tu sĩ hù dọa. Đột nhiên, tử tinh lôi thú lần nữa động, lấy lôi đình chi thế thẳng hướng bàn tử, móng vuốt bá đạo từ hư không giận đập xuống, muốn đem bàn tử nhất kích tất sát. Tự tìm cái chết, cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên động, giơ chiến thiên kích lên cao cao giận bổ xuống. Chiến thiên kích hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, đâm rách hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Phốc, một đạo máu tươi tại hư không nở rộ, hết sức đỏ tươi, khiến tử tinh lôi thú kinh ngạc là bàn tử vậy mà không phải xuất thủ với nó, mà là một kích thẳng hướng bên cạnh, nơi đó không biết khi nào xuất hiện mấy đạo bóng người. Bất quá, công kích của nó cũng đi tới trước người bàn tử, mặc dù nó nghĩ giết chết bàn tử nhưng lại không muốn đánh lén bàn tử, chỉ là nó thu tay đã không kịp. Cũng đúng lúc này, bàn tử cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Vội vàng giúp chiến thiên kích ngăn khuất trước người, tử tinh lôi thú một chảo không phải nói đùa. Bang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng kim loại va chạm vang lên, bàn tử chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, lục phủ ngũ tạng đều kém chút vỡ nát, huyết dịch trong cơ thể cũng triệt để sôi trào. Tử tinh lôi thú một quyền bá đạo đánh vào trên người bàn tử, trước mặt tử tinh lôi thú, thân hình bàn tử quá mức nhỏ bé, như đạn pháo bay ngược ra. Oanh long long. Thanh âm cổ thụ sụp đổ vang lên, từng dãy cổ thụ hóa thành bột mịn,
mặt đất tóe lên vô số bụi bặm, còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một màn này làm cho mấy người chuẩn bị từ phía sau đánh lén bàn tử dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Giống, tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, con người băng lãnh nhìn chằm chằm mấy người, sát khí đáng sợ trên người nó thả ra. Cũng khó trách nó tức giận như thế, tử tinh lôi thú tương đương với thánh thú bên trong chiến tộc, bình thường ghét nhất tiểu nhân âm hiểm, nó đang cùng bàn tử chiến thống khoái, lại không nghĩ rằng bị người quấy rầy. Dù là nó rất muốn giết chết bàn tử, nhưng hiện tại, hắn càng muốn giết chết những người đánh lén bàn tử này. Chạy mau, một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ai cũng không cho phép chạy. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng trong hư không, ngay sau đó, lít nha lít nhít bóng người từ trong rừng chui ra, cầm đầu một người chính là Độc Cô Trường Phong. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm tử tinh lôi thú. Sau đó lóe qua vẻ hưng phấn, khóe miệng khẽ nhếch nói, lại là một đầu bát giai đỉnh phong tử tinh lôi thú, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tử tinh lôi thú danh xưng một trong tam đại thánh thú, nếu như có thể thu phục nó, lấy thực lực Độc Cô gia tộc hoàn toàn có thể để nó thuế biến thành cửu giai, đến thời điểm đó, tử tinh lôi thú tuyệt đối là nội tình Độc Cô gia tộc. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống hồn thú này. Độc Cô Trường Phong quát lạnh nói, hắn chờ mong đem tử tinh lôi thú xung làm tọa kỵ. Phải biết, tử tinh lôi thú không chỉ là tam đại thánh thú, hơn nữa còn là tam đại thần cưỡi, dù là chiến thần đều muốn dùng bọn chúng làm thú cưỡi. Chỉ là tam đại thánh thú cực kỳ thưa thớt, rất ít người có thể gặp được, hiện tại tử tinh lôi thú bị trọng thương, chính là cơ hội bắt nó tốt nhất, một khi bỏ lỡ liền không biết lúc nào có thể gặp lại. Giết, đám người nghe vậy. Gầm thét một tiếng liền hướng lấy tử tinh lôi thú đánh giết, bọn họ đều là người Độc Cô gia tộc, tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh Độc Cô Trường Phong. Giống, tử tinh lôi thú cảm thấy uy nghiêm bản thân bị khiêu khích, ngửa mặt lên trời gào thét, song âm đáng sợ từ trong miệng nó phun ra, quanh thân đan xen lực lượng lôi điện dị thường bá đạo, mãnh liệt. Trong phạm vi xung quanh mấy chục trượng, toàn bộ bị lôi điện chi lực bao bọc. Tu sĩ xông lên phía trước nhất trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, hóa thành kiếp cho. Thánh thú giận dữ, thây phơi vạn dặm, tử tinh lôi thú mặc dù còn không có đạt tới cửu giai, nhưng huyết dịch trong cơ thể là thánh thú, uy nghiêm không dung nạp khiêu khích. Dù là trên trăm nhân loại tu sĩ thì như thế nào, nó không hề sợ hãi. Bất quá, trước đó cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao chiến, hồn lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ một lát sau, lôi điện chi lực liền biến mất không thấy gì nữa. Dù vậy, những người khác cũng toàn bộ bị thực lực tử tinh lôi thú trấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Một đám phế vật, thần sắc Độc Cô Trường Phong băng lãnh, sau đó từ trong ngực lấy ra một vật phẩm hình dạng xoắn ốc trắng noãn như ngọc, xoắn ốc có một cái miệng bị một đạo hồn lực phong ấn, tản ra một cỗ khí tức trấn nhiếp nhân tâm phách. Thôn Thiên Loa, đám người thấy thế. Có không ít người kém chút kinh hô ra, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Cũng đúng lúc này, đám người cũng không phát hiện, trong phế tích nơi xa có một thân thể máu me đầm đìa lung lay đứng dậy, trừ bàn tử còn có thể là ai. Bàn tử toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, có mấy chỗ càng lộ ra bạch cốt âm u, cánh tay trái đứt gãy, hiển nhiên là xương tay vỡ vụn. Thể nội cũng gãy tận mấy chiếc xương sườn, loại đau đớn kia không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá, bàn tử liền lông mày đều không nhăn một cái. Hắn con người càng là thanh minh vô cùng, tay phải cầm chiến thiên kích, chiến ý đáng sợ từ hắn trên người cháy hừng hực, hắn nện bước chân trầm trọng, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Nơi xa, Độc Cô Trường Phong trong tay lạnh lùng nhìn tử tinh lôi thú, ta cười nói, nguyên bản thôn thiên loa chuẩn bị đi U Minh quỷ quật sử dụng, bất quá, nếu như có thể đem ngươi bắt cũng đáng. Vừa dứt lời. Độc Cô Trường Phong một chỉ điểm ra, một đạo lợi mang lập tức xé mở thôn thiên loa chỗ hồn lực phong ấn, đột nhiên, thôn thiên loa cấp tốc biến lớn, như một tòa núi nhỏ, dù là tử tinh lôi thú trước mặt nó cũng thập phần nhỏ bé. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, đối với thôn thiên loa có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Chỉ thấy Độc Cô Trường Phong đứng ở phía trên thôn thiên loa, quan sát tử tinh lôi thú, cười quát khẽ thu. Hô hô. Độc Cô Trường Phong tiếng nói rơi xuống,
thôn thiên loa chỗ khe đột nhiên sinh ra một cỗ gió lốc to lớn, xoáy gió càng lúc càng lớn, hư không đều trở nên có chút vặn vẹo, ngay sau đó biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tử tinh lôi thú vừa vặn đứng ở chính diện thôn thiên loa, cỗ hấp lực đáng sợ toàn bộ tác dụng trên người nó từng bước một lui về sau, nhưng lại dị thường gian nan. Hấp lực đáng sợ, căn bản không phải chiến đế cảnh cùng bát giai hồn thú có thể ngăn cản. Thôn thiên loa không phải cửu phẩm hồn binh bình thường, bên trong có một cái không gian cự đại, mặc dù nói thôn có chút khoa trương nhưng là nuốt đồ vật xung quanh hơn 10 dặm vẫn là có thể làm được, bởi vậy, thôn thiên loa có thể làm thành hồn giới. Nhưng mà cùng hồn giới khác biệt là, thôn thiên loa cũng không cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ, có thể nói là nửa mở thức không gian hồn binh, đây cũng là nguyên nhân nó có thể đem vật sống đặt vào. Mặt khác, trước đó cái thanh bản thạch thánh kiếm cũng là Độc Cô Trường Phong đặt ở bên trong thôn thiên loa mang vào. Không thể không nói, Độc Cô gia tộc không hổ là thần binh các đại gia tộc, cửu phẩm hồn binh trong tay Độc Cô Trường Phong đều có không ít. Tiếng ô ô vang lên, tử tinh lôi thú từng bước một hướng về thôn thiên loa, nó bốn nhánh hãm sâu bùn đất, nhưng ngăn không được cỗ hấp lực, thậm chí ngay cả bùn đất đều bị thôn thiên loa nuốt vào. Chúc mừng thiếu gia có tọa kỵ. Đã có tu sĩ Độc Cô gia tộc bắt đầu vỗ mông ngựa Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trên mặt cũng tràn đầy sán lạn, cười to nói, cái gì bát giai hồn thú tọa kỵ, ở trước mặt ta quá đơn giản. Ha ha, chúc mừng thiếu gia. Những người Độc Cô gia tộc khác cũng lên tiếng cười ha hả. Cười CMM, mắt thấy tử tinh lôi thú sắp tới gần thôn thiên loa, đột nhiên, một tiếng gầm tại hư không vang lên, đám người không khỏi cảm giác sau lưng run lên. Nhao nhao ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại. Theo cái thanh âm kia vang lên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức bá đạo hướng tới gần bọn hắn, còn chưa có đến bọn hắn đã thấy rõ ràng là cái gì, một cây kim sắc chiến kích quét ngang bay tới. Phốc phốc mấy tiếng, mấy người bị chặt đứt, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, khi bọn hắn nhìn thấy nửa người dưới cùng nửa người trên rời đi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, một đạo lôi điện kình phong xẹt qua hư không, thân thể mấy người toàn bộ nổ tung, hóa thành mưa máu trong hư không. Bang, một tiếng va chạm hùng hậu vang lên, kim sắc chiến kích trực tiếp chạm bên trên thôn thiên loa trắng noãn như ngọc, thời khắc Độc Cô Trường Phong sắc mặt âm trầm xoay qua chỗ khác vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt máu me đầm đìa. Người còn chưa chết, sắc mặt Độc Cô Trường Phong đại biến, vừa nãy bàn tử bị móng vuốt tử tinh lôi thú đánh bay. Cỗ lực đạo kia cho dù chiến thánh đoán chừng cũng không có khả năng dùng thân thể chống đỡ, tiểu tử này vậy mà không chết. Lời nói chưa dứt, thôn thiên loa, dưới chân Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắn bay, lực lượng bàn tử biết bao đáng sợ, thôn thiên loa trong nháy mắt liền hóa thành một điểm sáng biến mất ở hư không. Độc Cô Trường Phong dưới chân không vững, thiếu chút nữa thì rơi xuống hư không, một mặt phẫn nộ nhìn bàn tử. Giết hắn cho ta. Độc Cô Trường Phong gầm thét, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, lão tử không giết chết ngươi không được. Giống, cũng đúng lúc này, một tiếng gầm thét ngập trời truyền đến, thanh âm kia phải lớn hơn Độc Cô Trường Phong rất nhiều, đám người nhao nhao hướng về tử tinh lôi thú nhìn lại. Giờ phút này tử tinh lôi thú phẫn nộ hơn Độc Cô Trường Phong nhiều, đối với tử tinh lôi thú thiếu chút nữa thì bị một tu sĩ nhân loại bắt sống mà nói, đây chính là sỉ nhục to lớn. Gào thét một tiếng. Tử tinh lôi thú lách mình hướng về Độc Cô Trường Phong đánh tới, nó muốn lập tức giết chết kẻ cầm đầu. Cùng lúc đó, bàn tử một tay nắm chiến thiên kích hướng về những người Độc Cô gia tộc khác đánh tới. Giết bàn tử, ta không để yên cho ngươi. Độc Cô Trường Phong thét dài một tiếng, hai bên cấp tốc hướng về phương hướng thôn thiên loa bay đi truy theo. Tử tinh lôi thú tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nó bị sỉ nhục, nhất định phải dùng mệnh Độc Cô Trường Phong đến hoàn lại. Về phần bàn tử lại không dự định buông tha những người Độc Cô gia tộc này. Dù là hắn giờ phút này bị trọng thương, dù là hắn chiến lực giảm đi nhiều, vẫn không đem những người Độc Cô gia tộc này đặt ở trong lòng, hắn chỉ muốn diệt bọn hắn. Đừng nhìn bàn tử bình thường ha ha hì hì, nhưng khi thật sự hung ác thì đến Tiêu Phàm đều phải kiêng kỵ mấy phần. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bàn tử là người nắm giữ thiên lôi ý chí, tốc độ nhanh dường nào. Người Độc Cô gia tộc đâu là đối thủ của hắn. Thần sắc bàn tử thập phần bình tĩnh, những người này trong mắt hắn đều không đáng sống, các ngươi không cho ta sống thì sao ta có thể cho các ngươi sống được.
chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, giờ phút này rõ ràng hồn lực hắn cực kỳ khô kiệt nhưng thân thể lại không mệt mỏi chút nào, ngược lại chiến ý tăng vọt. Sau một lát, người độc cô gia tộc cơ hồ bị hắn chém giết hầu như không còn, chỉ có mấy tu sĩ chiến đế cảnh đào thoát, hắn lúc này mới cảm thụ được bản thân biến hóa. Hắn ẩn ẩn cảm giác lại có một dòng nước ấm từ bên trong huyết mạch hắn thẩm thấu mà ra, tiến vào bên trong kinh mạch. Cỗ lực lượng kia so với hồn lực còn bá đạo cùng cường thịnh hơn nhiều. Thật là huyết mạch chi lực, bàn tử kinh dị vô cùng, trước kia hắn chỉ biết rõ mỗi lần chiến đấu, huyết dịch của hắn sẽ sôi trào nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác hiện tại này. Huyết mạch vậy mà có thể cung cấp cho hắn lực lượng liên tục không ngừng. Từ nay về sau há không phải không cần lo lắng vấn đề hồn lực khô kiệt. Đương nhiên, bàn tử cũng là hồn lực thành hải, hồn lực muốn khô kiệt cũng không đơn giản như vậy, cũng chính là gặp gỡ tử tinh hồn thú biến thái bậc này mới có thể hao hết hồn lực. Sau một khắc, bàn tử lại phát hiện một sự tình cực kỳ kỳ lạ, đó chính là hắn cảm giác huyết mạch bản thân càng thêm cường đại mấy phần. Có lẽ là ta quá khinh thường chiến tộc huyết mạch, chiến tộc sở dĩ là chủng tộc thiên sinh chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì chiến tộc thiên sinh có thể lĩnh ngộ lôi điện ý chí, mà là lực lượng đấu trí. Càng đánh, huyết mạch càng mạnh. Bàn tử hít sâu một cái nói, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, đã như vậy, huyết mạch chi lực có thể chữa thương thế ta hay không? Nghĩ vậy, bàn tử nhắm hai mắt, huyết mạch gào thét như là sông lớn, sôi trào lên, một cỗ lực lượng hồng lưu thần bí hướng về tứ chi hắn tràn ngập đi. Vẻn vẹn vài cái hô hấp. Bàn tử cũng cảm giác cánh tay trái có thể động, hắn không khỏi xoay xoay cánh tay, một mặt nhe răng cười nhìn về phía phương hướng tử tinh lôi thú cùng độc cô Trường Phong bỏ chạy. Sau một khắc, bàn tử lần nữa động, biết rõ vận dụng một tia huyết mạch chi lực, bàn tử chiến ý tăng vọt, hiện tại hắn căn bản không cần lo lắng bất kỳ hậu quả gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau mười mấy tức thời gian, hai đạo thân ảnh liền tiến vào tầm mắt hắn. Nơi xa, tử tinh lôi thú đang cùng độc cô Trường Phong kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Tử tinh lôi thú bị bàn tử hao hết thể lực, thực lực giảm đi nhiều, tốc độ ẩn ẩn so với độc cô Trường Phong còn chậm mấy phần. Ha ha, ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào, thần phục ta hoặc là chết. Độc cô Trường Phong cười ha ha, trong tay cầm một thanh kiếm phát sáng vung ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bảo bối trên người độc cô Trường Phong thật đúng là không ít, vẫn còn có cửu phẩm hồn binh. Tử tinh lôi thú gào thét, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, sau lưng nó là cửu phẩm hồn binh thôn thiên loa to lớn, nó không dám để cho độc cô Trường Phong tới gần. Thôn thiên loa cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, ý thức nói cho nó biết, nếu như độc cô Trường Phong được đồ vật này, chính là thời điểm nó sống không bằng chết. Không cần thôn thiên loa thì ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi còn nghĩ nhân loại vừa nãy sẽ tới cứu ngươi sao? Hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Độc cô Trường Phong một bên công kích tử tinh lôi thú, một bên nói đả kích. Kiếm mang trên người tử tinh lôi thú nở rộ, đốm lửa bắn tứ tung, trong thời gian ngắn độc cô Trường Phong cũng không phá nổi phòng ngự nó. Thôn thiên loa, nơi xa, bàn tử nghe được ba chữ này, hai mắt khẽ híp một cái, âm thầm trầm ngâm nói, nơi này hồn giới mở không ra. Nếu như không phải lúc ta tiến vào sát lục cổ địa vẫn cầm chiến thiên kích, đoán chừng cũng không dám cùng tử tinh lôi thú một trận chiến, càng không phát hiện được bí mật chiến tộc huyết mạch. Độc cô Trường Phong trên người bảo bối một kiện lại một kiện, cũng đều là dùng thôn thiên loa mang đến. Bên trong đồ tốt đoán chừng còn không ít, hơn nữa, độc cô Trường Phong có vẻ như cũng là một chú tạo sư. Nghĩ vậy, trong mắt bàn tử lóe qua một tia sáng, sau đó cực tốc phá không mà ra. Xông thẳng tới thôn thiên loa, hắn kỹ thuật một mực dừng lại ở thất phẩm, rốt cuộc khó mà tiến bộ. Độc cô gia tộc là thế gia rèn đúc ngàn năm, khẳng định có không ít thủ pháp và bí tịch rèn đúc, độc cô Trường Phong thân làm thiếu chủ độc cô gia tộc, trên người nhiều hoặc ít cũng phải có đồ tốt. Chỉ bằng vào điểm này, bàn tử cũng không có ý định bỏ lỡ thôn thiên loa. Độc cô Trường Phong đang cùng tử tinh lôi thú rằng co, nào sẽ nghĩ đến lúc này còn có người cướp đoạt thôn thiên loa. Hắn chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua, thôn thiên loa đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Bên trên thôn thiên loa còn đứng một tu sĩ ăn mặc rách mướp. Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi thế nào không chết? Độc cô Trường Phong hét giận dữ, đem thôn thiên loa trả lại cho ta.
ngươi cảm thấy ta sẽ trả lại cho ngươi sao? Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, Thôn Thiên Loa hơi hơi rung động, tựa như khó chịu bàn tử dẫm lên nó. Bàn tử cười lạnh, ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Trường Phong nói, còn dám phản kháng. Vậy ta trước giết chết hắn rồi nói. Cửu phẩm hồn binh có linh, muốn khống chế không phải dễ dàng như vậy, điểm này bàn tử cũng rõ ràng, lúc trước để chiến thiên kích tán thành đã tốn công phu thật lớn. Mặt khác, bên trên Thôn Thiên Loa còn có một sợi ấn ký Độc Cô Trường Phong, muốn loại trừ sợi ấn ký, phương thức nhanh nhất chính là giết Độc Cô Trường Phong. Vừa dứt lời, bàn tử đột nhiên phóng lên tận trời, cầm trong tay chiến thiên kích thẳng hướng Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, giờ phút này khí tức trên người bàn tử phát ra làm hắn kiêng kỵ tới cực điểm, hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như lưu lại thì bàn tử thực sẽ giết hắn. Nếu như chỉ là bàn tử hắn còn có thể liều mạng, nhưng mấu chốt là còn tử tinh lôi thú nhìn chằm chằm. Nam Cung Tiêu Tiêu, ta sẽ trở về. Độc Cô Trường Phong lưu lại một câu ngoan thoại, liền lách mình thối lui. Liền chạy, còn Thánh Thành Bát Tuấn, ta nhổ vào. Nam Cung Tiêu Tiêu xì một ngụm đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau đó nhìn tử tinh lôi thú trên mặt đất một cái, trong lòng hơi hơi do dự, lấy thực lực hắn hiện tại, nếu như muốn giết chết nó ngược lại là rất dễ dàng. Bất quá ngẫm lại, bàn tử vẫn là quay người rời đi, coi như giết chết nó tối đa cũng chỉ có được một khỏa bát giai hồn tinh mà thôi, muốn hàng phục nó làm thú cưỡi đó là rất khó. Hồn thú cũng có hồn thú ngạo khí. Huống chi tử tinh lôi thú vẫn là một trong tam đại thánh thú. Giống, nhìn thấy bàn tử rời đi, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, đột nhiên ngăn lại đường hắn đi. Ngươi còn muốn đánh, bàn tử trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm, mọi người cho dù thụ thương nhưng nếu là liều mạng cũng không phải đáng sợ bình thường. Tử tinh lôi thú lui ra phía sau mấy bước, cầm tay bàn tử khoa hồi lâu, bộ dáng kia có chút buồn cười, bàn tử cau mày một cái. Cổ quái nói, ngươi thụ thương. Cần lôi điện chi lực trên người ta khôi phục. Bàn tử âm thầm may mắn bản thân cùng tiểu kim giao tiếp lâu như vậy, bằng không còn xem không hiểu thú ngữ, không phải, hẳn là ngôn ngữ tay. Quả nhiên, tử tinh lôi thú đầu như gà con ăn gạo gật không ngừng, bàn tử lại khổ sở nói, ta đây là bản thân lĩnh ngộ thiên lôi chi lực, cho không được ngươi. Tử tinh lôi thú lộ ra thần sắc đáng thương, sau đó lại khoa tay một trận. Bàn tử thần sắc càng trở nên ngưng trọng, ngươi nói để cho ta đi theo ngươi. Nhưng ta còn tham gia Nam vực đại bỉ. Nói còn chưa dứt lời, bàn tử vừa mới chuẩn bị lấy ra ngọc bài, lại phát hiện ngọc bài sớm đã phá toái không chịu nổi, trước đó bị tử tinh lôi thú vỗ trúng, hắn toàn thân trên dưới chỉ có chiến thiên kích không khác nhau. Ta đây liền bị đào thải, chẳng lẽ là thiên ý? Bàn tử mắt trợn tròn, trong lòng một trận hồ nghi. Sau đó nhìn Thôn Thiên Loa phía xa nói, chờ ta thu thập đồ vật này, ta theo ngươi đi. Kỳ thật bàn tử trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm, nếu như có thể lừa gạt tử tinh lôi thú vậy liền sảng khoái. Không muốn có một đầu cửu giai hồn thú tọa kỵ thì không phải một tu sĩ. Nghe vậy, tử tinh lôi thú con ngươi cũng lộ ra nét mừng, đi theo bàn tử hướng về Thôn Thiên Loa đi đến. Cửu phẩm hồn binh có linh tính, Thôn Thiên Loa đứng trước bàn tử giống như núi nhỏ. Tay phải kéo lấy cằm, hơi hơi trầm tư, lúc này mới nói thôi, dù sao ta chỉ muốn lấy được đồ vật bên trong Thôn Thiên Loa, trực tiếp hủy là được. Dứt lời, bàn tử giơ lên chiến thiên kích, dùng hết toàn lực, một kích chạm xuống dưới, một đạo lưu quang mấy chục trượng bộc phát ra, uy thế đáng sợ phóng tới bốn phương tám hướng. Muốn hủy Thôn Thiên Loa, Thôn Thiên Loa là cửu phẩm hồn binh, coi như chiến thánh cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy được. Độc Cô Trường Phong trốn ở xa âm thầm nhìn thấy một màn này, không khỏi khịt mũi coi thường. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói, coi như Thôn Thiên Loa bầy ở chỗ này ngươi cũng không mang được, không được Thôn Thiên Loa tán thành, đồ vật bên trong ngươi cũng không lấy được, sớm muộn vẫn là ta. Cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bàn tử không chút do dự một kích chém xuống, mặt đất rung động kịch liệt. Một đạo lưu quang dài chừng 10 trượng xuất hiện ở phía trên mặt đất. Bốn phía cát bay đá chạy, bụi bặm vẩy ra, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Khi thấy nơi xa một màn này, Độc Cô Trường Phong trên mặt ngưng kết ở nơi nào, chỉ thấy Thôn Thiên Loa cực đại vậy mà không thấy tăm hơi, thật chẳng lẽ bị bàn tử một kích hủy. Nhắm lại hai mắt, Độc Cô Trường Phong lẳng lặng cảm ứng,
lại phát hiện đạo ấn ký hắn lưu trên thôn thiên loa đã biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, hắn là một chiến đế cảnh sao có thể hủy thôn thiên loa. Độc Cô Trường Phong cả kinh kêu lên, một mặt không thể tin được. Nhưng vào lúc này, thanh âm bàn tử vang lên, chủ nhân Độc Cô Trường Phong ngươi không tự trọng cũng liền thôi, không nghĩ tới hồn binh ngươi cũng không tự trọng như thế. Theo thanh âm nhìn lại, Độc Cô Trường Phong trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trong tay bàn tử nắm lấy một ốc biển tản ra quang mang trắng noãn như ngọc, trừ thôn thiên loa ra còn có thể là cái gì. Phốc, Độc Cô Trường Phong tức giận sắc mặt xanh tím, cũng nhịn không được nữa, một ngụm lão huyết phun ra, hắn hận không thể đem bàn tử ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Đoạt thôn thiên loa cũng liền thôi, lại còn mắng Độc Cô Trường Phong không tự trọng. Bất quá vừa nhìn thấy thôn thiên loa phát sáng, Độc Cô Trường Phong lại cảm thấy bàn tử không nói sai, thôn thiên loa thật đúng là không tự trọng, vậy mà phát ra quang mang, nhận bàn tử làm chủ. Lúc này, bàn tử lộ ra vẻ hài lòng, từ bên trong thôn thiên loa lấy ra một thân áo bào màu đen, liền cùng tử tinh lôi thú biến mất ở chân trời. Bàn tử, người chờ đó cho ta. Độc Cô Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lần này không giết được bàn tử, hắn thực sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Lại nói Tiêu Phàm bốn người theo mũi tên phía trên ngọc bài chỉ dẫn, nhanh chóng đi xuyên qua không trung. Mấy người tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm sau hai canh giờ rốt cục dừng lại trên đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, nơi đó là một mảnh đen kịt bao phủ thiên địa, khóa chân trời, che khuất bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối, hình thành một mảnh màu xám đen. Màu xám đen đang không ngừng quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại hư không ngưng tụ ra từng mặt quỷ đáng sợ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Quỷ dị là, vị trí Tiêu Phàm bọn hắn hình thành tường sương mù to lớn lấp kín hắc sắc nồng vụ. Màu xám đen vụ hải vô luận cuồn cuộn như thế nào cũng không xông ra khỏi bức tường ngăn cản đó. Đây là một đạo kết giới vô hình, ngăn cản những vụ hải đó tràn ngập ra, Tiêu Phàm dùng hồn lực thăm dò vậy mà nhìn không thấu. Đồng thời, bên trong màu xám đen vụ hải truyền đến từng đợt lệ quỷ khóc tiếng sói tru, cho dù là chiến đế cảnh nghe cũng thập phần chói tai và khó chịu. Đây chính là U Minh quỷ quật, Quan Tiểu Thất hít sâu một cái, cũng bị một màn trước mắt làm cho rung động đến. U Minh quỷ quật xác thực không đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn ẩn ẩn có loại bất an, nhưng có một loại cảm giác tiến vào bên trong khiến Tiêu Phàm nhất thời không biết làm sao. Sau đó hắn hướng phía dưới sơn phong nhìn lại, nơi đó có một cái khe sâu u sâm hắc ám, dọc theo tường sương mù kéo dài hướng cuối chân trời. Nơi hồn lực bao bọc có thật nhiều tu sĩ kết đội đang chuẩn bị vượt qua khe sâu trong U Minh quỷ quật, cho dù là tu sĩ chiến đế cảnh cũng có chút kiêng kỵ với U Minh quỷ quật. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, dư quang vô ý nhìn một góc hẻo lánh bên trong khe sâu, cái này không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền làm Tiêu Phàm phát sợ. Một ngõ ngách bên trong khe sâu hắc vụ quay cuồng, ngưng tụ thành một tôn ma ảnh to lớn. Ma ảnh đến mấy chục trượng, có một đôi cánh khổng lồ, trong tay dắt lấy một chuôi kiếm lớn màu đen từ sương mù ngưng tụ mà thành. Trên đầu ma ảnh còn mọc ra một đôi huyết sắc sừng dài đan sen hung mang, một đôi con ngươi trống rỗng mà đen kịt nhìn qua nhiếp nhân tâm phách. Nó miệng phun răng nanh, càng làm người ta kinh ngạc, run sợ. Tu La, Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra. Nồng vụ ngưng tụ hư ảnh đúng là huyễn ảnh Tu La từng tại Tu La huyễn cảnh trông thấy. Trên người huyễn ảnh Tu La phát ra khí tức đáng sợ tới cực điểm, dù là bây giờ Tiêu Phàm Tu La ý chí đã đạt tới tam trọng nhưng vẫn như cũ bị khí tức kia bức bách. Cũng đúng lúc này, huyết mạch bên trong Tiêu Phàm đột nhiên có một cỗ năng lượng nhẹ nhàng khoan khoái chảy qua, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt bình tĩnh như nước, đây là lực lượng U Linh chiến hồn. Khi hắn lần nữa nhìn lại, huyễn ảnh Tu La đã biến mất. Tam ca, chúng ta cũng đi thôi. Quan Tiểu Thất mở miệng nói, hắn hiển nhiên không thấy được một màn Tiêu Phàm bị kinh sợ. Ngược lại ám dực vừa lúc bắt được thần sắc Tiêu Phàm vừa rõ ràng Tiêu Phàm là sợ cái gì, chỉ là hắn không hiểu thứ gì có thể làm cho Tu La Điện Chủ sợ hãi. Khi hắn theo ánh mắt Tiêu Phàm nhìn lại, nơi đó trừ một mảnh hắc vân, cái gì cũng đều không có. Đi thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh tâm thần. Bất quá dư quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh, nghĩ lại xác định một cái, đáng tiếc, huyễn ảnh Tu La rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ nhìn lầm, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm.
Sau đó Tiêu Phàm mấy người đạp không mà lên, hướng về U Minh Quỷ Quật bay đi, chỉ cần vượt qua khe sâu này liền có thể tới khu vực hắc phụ kia. Vừa nãy bọn hắn đã thấy rất nhiều tu sĩ chiến hoàng cảnh đỉnh phong đều hết sức tùy tiện đi qua, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có đem cái khe sâu này đặt ở trong lòng. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm bốn người liền đi tới phía trên khe sâu, chỉ một thoáng, có một cỗ lớn hấp lực tác dụng trên người mấy người, bất quá lực lượng này đối với chiến đế cảnh cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả. Ngẩng đầu nhìn lại, khe sâu cũng rộng 400-500 trượng, đối với chiến đế cảnh mà nói cũng không tính là gì kia tựa như là Tiêu Phàm. Nơi xa, có một chút TTU sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Lão thiên gia, để những kẻ giết huynh trưởng ta bị U Minh Thâm giản nuốt đi, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Cũng có người phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa Tiêu Phàm. Những người này là người thân bằng hữu những kẻ bị Tiêu Phàm lần trước giết chết, bọn hắn tự nhiên ước gì Tiêu Phàm chết. Giống đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ từ phía dưới hắc ám U Minh Thâm giản truyền ra, giống như dã thú gào thét, thanh âm hùng vĩ nhưng lại có chút khàn khàn. Ngay sau đó, mây mù màu đen bắt đầu cuồn cuộn, gào thét. Đi mau, phía trên U Minh Thâm giản, Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, cỗ bất an trong lòng càng ngày càng đậm. Đồng thời, hắn lại cảm thấy có thứ gì đang triệu hoán hắn, loại cảm giác này còn là lần thứ nhất xuất hiện khiến Tiêu Phàm có chút không biết làm sao. Hai loại linh cảm, hắn nhất thời không biết tin tưởng loại nào. Lời nói chưa dứt, khe sâu hắc ám đột nhiên gió xoáy vân dũng, một cái vòng xoáy trống rỗng rộng lớn xuất hiện, tựa như một đầu hồng hoang hung thú hé ra mồm máu, muốn đem Tiêu Phàm bọn hắn nuốt vào. Tam ca, ta không động được, Quan Tiểu Thất kêu to. Ta cũng thế, sắc mặt ám dực khó coi vô cùng. Tiêu đại ca, ta không sao, nhưng ta sợ. Sở Phiền ôm đùi Tiêu Phàm, sợ bị cỗ gió lớn quét bay. Sợ cái gì, nhanh đi qua, bằng không đều phải chết. Tiêu Phàm tức giận nói, thi triển bất diệt kim thân, lực lượng lập tức tăng vọt, sau đó nắm Quan Tiểu Thất hướng U Minh Quỷ Quật bên kia ném mạnh ra ngoài. Quan Tiểu Thất như đạn pháo xuyên qua tầng tầng ngăn cản, trực tiếp rơi xuống bên trong U Minh Quỷ Quật. Ám dực, thay ta bảo hộ Tiểu Thất sống sót rời đi, ta liền giải trừ khống chế đối với ngươi. Tiêu Phàm lại nắm lấy ám dực, không đợi hắn trả lời, hai tay hất lên, ám dực bắn nhanh ra. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác bản thân hãm sâu bùn trạch. Tiêu đại ca, còn có ta, còn có ta. Sở Phiền kêu to, vừa nãy hắn phát hiện bản thân còn có thể động, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không động được. Nếu như thả đùi Tiêu Phàm, Sở Phiền cảm giác bản thân nhất định sẽ bị cỗ thôn phệ chi lực thôn phệ. Ta chỉ có thể đụng được ngươi, nhưng thân thể ngươi nhẹ nhàng, ta cũng ném không qua, ai bảo ngươi vừa nãy không chạy. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sau đó con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vòng xoáy hắc ám phía dưới, thân thể mau chóng chìm xuống, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một đạo huyễn ảnh tu la to lớn. Ong ong đột nhiên, trên người Tiêu Phàm phóng huyết sắc quang mang đáng sợ, huyết sắc quang mang thập phần chói mắt, như một mảnh huyết hải hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngay lúc đó, con người Tiêu Phàm cũng đỏ bừng, tựa như nhận một loại cảm nhiễm, ý chí bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ hung lệ tràn ra. Trong chớp nhoáng, hắn cảm giác đầu mình thập phần trầm trọng, có một cỗ uy áp đáng sợ từ bốn phương tám hướng vào tới, đánh thẳng vào đầu óc hắn. Dù là hắn bây giờ lĩnh ngộ tam trọng tu la ý chí cũng không chịu được cỗ lực lượng này trùng kích, vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập trong lòng hắn. Tiêu đại ca, ngươi làm sao, đừng làm ta sợ. Sở Phiền toàn thân phát run, một sát na kia, hắn cảm giác như rớt vào hầm băng. Cút ngay, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, bỗng nhiên lảo đảo đầu, hai mắt trong nháy mắt thanh minh, quanh thân huyết sắc quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng. Huyễn ảnh tu la nơi xa nổ tung, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình đã ở giữa vòng xoáy hắc ám, phía trên một mảnh tối như mực, căn bản nhìn không thấy đầu. Vậy mà thật linh nghiệm, Tiêu Phàm bị U Minh Thâm giản nuốt chửng lấy. Báo ứng, ha ha, mà đầu này giết người vô số rốt cục chết, Phàm là người rơi vào U Minh Thâm giản cho tới bây giờ không thể sống sót đi ra. Nghe nói U Minh Thâm giản là một hố chôn thi khí cùng sát khí bên trong cực kỳ đáng sợ.
coi như chiến thánh cũng không chịu được sát khí cùng thi khí trùng kích. Vừa nãy những kẻ hy vọng Tiêu Phàm rơi vào bên trong U Minh Thâm Giản vô cùng kích động, thậm chí khoa tay múa chân, lấy thực lực và thiên phú bọn hắn, đoán chừng cả một đời cũng giết không được Tiêu Phàm. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại bị U Minh Thâm Giản nuốt chừng lấy, cái này khiến bọn hắn như thế nào mất hứng đây? Tam ca, Quan Tiểu Thất đại lực gào thét, muốn xông vào bên trong U Minh Thâm Giản nhưng mà lại bị Ám Dực giữ chặt. Quan Tiểu Thất, người bình tĩnh một chút. Ám Dực trầm giọng nói, Quan Tiểu Thất phẫn nộ lực lượng rất lớn, hắn căn bản kéo không được. Bình tĩnh, người nói ta như thế nào bình tĩnh, Tam ca đã chết. Quan Tiểu Thất gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nghe tới tu sĩ nơi xa nghị luận lúc, càng hét giận dữ nói ta muốn giết bọn hắn. Tiêu Phàm không chết, Ám Dực vận chuyển một tia hồn lực, truyền âm quát, chấn động đến làm đau màng nhĩ Quan Tiểu Thất. Ngươi nói cái gì? Quan Tiểu Thất kinh hãi nhìn Ám Dực. Ám Dực cau mày một cái, hắn trước đó mặc dù cũng ước gì Tiêu Phàm chết, bởi vì chỉ cần dạng này mới có thể thoát khỏi khống chế Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy, thấy Tiêu Phàm đủ loại thủ đoạn, hắn phát hiện thực lực bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo quá mức buồn cười. Đi theo Tiêu Phàm có lẽ có thể đột phá đến một cấp độ mới. Ta có một loại năng lực đặc thù, có thể cảm ứng được công tử không chết. Ám Dực ngẫm lại mượn cớ nói ra. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Quan Tiểu Thất, hắn bị Tiêu Phàm khống chế, bởi vì loại cảm giác bị khống chế vẫn còn, cho nên Ám Dực xác định Tiêu Phàm còn sống. Gặp Quan Tiểu Thất không phản kháng nữa, Ám Dực lại bổ sung một câu, trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, cả người không ngừng chìm xuống, không phải hắn phản kháng không được mà là trong đầu hắn có một thanh âm đang triệu hoán nó. Cái thanh âm kia dường như đến từ huyết mạch, thập phần kỳ diệu, mặc dù còn có một loại dự cảm bất an, nhưng Tiêu Phàm vẫn lựa chọn không để ý bất an kia. Hắn luôn cảm thấy, nếu như không xuống một chuyến, sẽ bỏ lỡ một chút đồ vật khiến hắn hối hận cả đời. Tiêu đại ca, ta sợ bóng tối. Sở Phiền gắt gao ôm đùi Tiêu Phàm, toàn thân hơi hơi run rẩy, tiểu gia hỏa mặc dù trải qua rất nhiều sự tình nhưng tâm tính vẫn còn con nít. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Hắc phụ cuồn cuộn che khuất hai mắt, liền hồn lực đều bị ngăn cản, căn bản nhìn không thấu. Càng hướng xuống càng đen, tựa như tia sáng bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ. Cũng không biết qua bao lâu. Đưa tay không thấy được năm ngón biến mất không thấy gì nữa, một sợi tia sáng yếu ớt tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Có ánh sáng, Sở Phiền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm đùi Tiêu Phàm càng chặt. Uy uy, ngươi dù sao cũng là chiến đế sơ kỳ, còn sợ tối sao? Tiêu Phàm cúi đầu, một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Sở Phiền. Ta không sợ. Sở Phiền rất muốn nói ta không sợ tối, bất quá nghe được bốn phía u ám gào thét. Hắn lại vội vàng nói, ta vẫn chỉ là đứa bé. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn thật đúng là không coi Sở Phiền là một đứa bé, tiểu tử này nhất định chính là tiểu quái vật, coi như gặp được nguy hiểm, không may khẳng định cũng là Tiêu Phàm hắn. Sở Phiền bây giờ còn đang trạng thái hồn hóa, người bình thường căn bản nhìn không thấy hắn, cũng sờ không tới hắn, thậm chí ngay cả công kích linh hồn cũng không làm gì được hắn. Loại trạng thái này rất kỳ diệu. Cơ bản cũng là phòng ngự tuyệt đối, bất quá Tiêu Phàm rất hiếu kỳ tại sao mình có thể chạm đến hắn. Ô, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng hư không, cỗ hắc phong bọc lấy Tiêu Phàm bọn hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, mình đã rơi vào mặt đất, hắn kiểm tra tự thân biến hóa, phát hiện có vẻ như không có gì khác biệt, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận đánh giá động tĩnh bốn phía, hư không một mảnh tối tăm mờ mịt giống như sương mù xám lượn lờ, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mục nát, đây là thi khí cùng sát khí khủng bố ngưng tụ mà thành. Két, mới vừa một bước đi ra, mặt đất đột nhiên phát ra từng tiếng giòn vang, tựa như cái gì vỡ vụn. Tiêu Phàm cúi đầu xem xét, khiến hắn kinh hãi là mặt đất tất cả đều là xương cốt. Có chút xương cốt đã mục nát. Có chút xương cốt còn phát ra huỳnh quang yếu ớt, dù là đi qua vô số tuế nguyệt vẫn có thần tính. Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng thu hồi bước chân, chẳng qua là khi hắn lui về chỗ, mặt đất lại truyền tới thanh âm nứt xương, cúi đầu xem xét, mặt đất đều là xương cốt,
căn bản không có đất trống có thể đứng thẳng, giờ phút này hắn chính là dẫm trên xương cốt. Nơi này đến cùng là cái gì? Không lẽ đây là một chỗ cổ chiến trường? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, sau một khắc hắn cảm giác sau lưng phát lạnh một trận, bỗng nhiên quay người lại phát hiện cái gì đều không có. Sở Phiền, xuống cho ta. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện, Sở Phiền vậy mà dọc theo thân thể hắn bò lên trên phía sau lưng, làm hắn bị dọa phát sợ. Còn không đợi Sở Phiền phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp kéo hắn túm xuống, ném ra đến mấy mét. Nơi này cho dù có hồn thú cũng đều nhìn không thấy ngươi, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, làm hại hắn đều vui buồn thất thường. Sở Phiền bị ném ra, kinh hô một tiếng, đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, co do thân thể đề phòng nhìn bốn phía, thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm ánh mắt đáng thương. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng mềm nhũn nói, ngươi có thể ở bên cạnh ta, nhưng không thể ôm chân, càng không thể leo lên lưng ta. Được. Ánh mắt Sở Phiền sáng lên, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Phàm, quỷ dị là, hắn dẫm ở bên trên xương cốt kia, xương cốt vậy mà không có vỡ nứt. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không sợ hãi thán phục năng lực hồn hóa huyền diệu, trong đầu hắn đang nghĩ, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch thì sẽ như thế nào. Ô ô một trận tiếng giống thê lương vang lên đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, thanh âm vắng vẻ âm trầm, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Con người lăng lệ liếc nhìn bốn phía, hồn lực vận chuyển trên hai mắt, khiến hắn kinh dị là bốn phía tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Nguyên bản sương mù mờ mịt đối với hắn vậy mà rốt cuộc không có bất kỳ ảnh hưởng, rất có thể cùng U Linh chiến hồn dung nhập huyết mạch có quan hệ, bất quá cũng đúng là như thế, thần sắc Tiêu Phàm lại trở nên ngưng trọng. Nơi hồn lực hắn đi tới, tất cả đều là thi cốt đang nằm, tản ra khí tức mục nát. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng chết bao nhiêu nhân tài mới có thể xếp thành một biển xương dạng này. Nhìn qua vô tận thi cốt, bất chỉ bất giác con người Tiêu Phàm đột nhiên đỏ bừng, đây là một loại khát máu, yêu dị, tà mị, vô số tâm tình tiêu cực từ trong đầu Tiêu Phàm dâng lên. Giết chóc, khát máu, táo bạo, các loại ý chí không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn, quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện từng đạo xương mù màu máu. Tiêu đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền bị khí tức trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, mặt hơi trắng bệch. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác Tiêu Phàm là một tôn thị huyết hung ma, trong ánh mắt chỉ có giết chóc cùng huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm đung đưa đầu, bỗng nhiên tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con người màu đỏ tươi chậm rãi thanh minh, chi khí huyết tinh trên người cũng chậm chậm biến mất, mà thay vào một tầng sương mù màu đen nhạt. Có đồ vật muốn khống chế ta. Tiêu Phàm híp hai mắt, hiện ra hung quang cùng sát ý. Vừa nãy hắn tựa như cùng một loại ý chí lực lượng đang kịch liệt giao phong cùng va chạm, cuối cùng ý chí hắn mặc dù thắng được nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Loại cảm giác này làm Tiêu Phàm thập phần khó chịu, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sát khí nặng nề nói, vừa nãy cô ý niệm là từ nơi nào đi ra. Bên trong ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kiêng dè, hắn thập phần do dự. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm phát hiện tỏa hồn châu bên trong hồn hải phóng quang mang yêu dị, quang mang lóe lên. Cái loại cảm giác này đến từ tỏa hồn châu. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, hít sâu một cái vẫn là hướng về phía trước đi đến, lưu ở chỗ này cũng không phải biện pháp, muốn rời đi, nhất định phải tìm kiếm cơ hội khác. Mặt đất truyền đến từng đợt tiếng ken két, dẫm ở bên trên thi cốt, Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía một trận. Theo hắn tiến lên lại nhìn thấy vô số cỗ khung xương lớn nhỏ, rất hiển nhiên là hồn thú. Từng đợt cuồng phong thổi qua, cuốn lên vô số xương cốt, sau đó bị quấy đến vỡ nát, rơi xuống từ trời cao. Trong lòng Tiêu Phàm trở nên lạnh lẽo, kiên trì tiếp tục tiến lên, Sở Phiền cẩn thận từng ly từng tí đi sau lưng hắn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, không bị dọa đến hôn mê, điều này nói rõ Sở Phiền tâm trí đầy đủ kiên định. Không biết đi bao lâu, phía trên biển xương thỉnh thoảng truyền đến một trận thanh âm ô ô, một đường đi xuống, trừ biển xương, cái gì cũng đều không có, căn bản không thấy bất luận sinh linh gì. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là thanh âm huyễn cảnh tạo thành nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể không đối xử chu đáo. Ngay tại nơi này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, hồn lực chậm rãi quét sạch ra. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên tựa như phát hiện cái gì,
cấp tốc hướng về phía trước chạy đi. Tiêu đại ca, chờ ta. Tiêu Phàm đột nhiên chạy đi làm Sở Phiền bị dọa cho phát sợ, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa thì khóc giống, đáng tiếc hắn trạng thái hồn hóa căn bản không có nước mắt. Nhanh lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút, thả chậm bước chân. Sở Phiền nơi nào còn dám do dự, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhìn không được ôm đùi hắn. Tiêu Phàm tâm tư lại không đặt ở trên người Sở Phiền mà là rơi nơi khác hơn ngàn trượng phía trước. Hồn lực Tiêu Phàm bây giờ đã có thể bao phủ hơn 10 dặm, hơn nữa nơi này biển xương cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Theo hai người tiến lên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đường càng ngày càng chật hẹp, hai bên xuất hiện vách núi treo leo. Vách núi treo leo thập phần bóng loáng, người căn bản không thể đứng thẳng bên trên. Trừ phi có thể phi hành, bằng không muốn từ trên vách đá dựng đứng leo ra ngoài là không có khả năng. Nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền rốt cục ngừng bước chân, vị trí hai người đã thập phần chật hẹp, chỉ rộng một trượng. Mà ở trước người bọn họ là một khe hở nhỏ bé, miễn cưỡng có thể cho một người thông qua, trong khe càng là khói đen che phủ, làm cho người ta nhìn không thấu. Tiêu đại ca, có đi hay không? Sở Phiền mở miệng hỏi, ngữ khí có chút phát run, hắn luôn cảm giác phía trước có đồ vật có thể uy hiếp tính mạng hắn. Tiêu Phàm không nói. Hắn tâm thần đắm chìm trong hồn hải, tỏa hồn châu đã xích hồng như máu, đường vân phía trên tựa như đã triệt để sống lại. Hơn nữa, tu la huyết mạch cũng triệt để sôi trào, u linh chiến hồn hiển hiện, bao phủ bên ngoài thân, Tiêu Phàm ẩn ẩn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng quỷ dị bị u linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài. Chết thì chết. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, loại kêu gọi chỗ sâu trong óc càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời, mức độ nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Tiểu thí hài, nếu không ngươi chờ ta ở đây. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào, lúc này mới phát hiện bên người còn có Sở Phiền. Không được, ta với ngươi đi vào chung. Sở Phiền nào dám một người lưu ở chỗ này, không chút do dự lựa ôm đùi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không muốn Sở Phiền đi theo hắn mạo hiểm, nhưng ở chỗ này cũng không an toàn, dứt khoát gật đầu, mang theo Sở Phiền cùng một chỗ hướng một bên khác đi. Dọc theo khe hở chật hẹp tiến lên, Tiêu Phàm đi rất chậm, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hồn lực không ngừng thăm dò đường phía trước, nhưng mà vừa mới rời đi, thân thể liền bị một loại lực lượng quỷ dị tan rã. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, tâm Tiêu Phàm sớm đã nhắc đến cổ họng, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên trước tiên thối lui. Ba đột nhiên, một tiếng vang nhỏ. Tựa như bong bóng phá toái, từng đạo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm xuyên qua, sau đó, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn phía trước vị trí, là một chỗ mấy trăm trượng xung quanh không gian bốn phía trên vách đá dựng đứng, nạm vô số đá quý, tản ra quang mang lộng lẫy, đem cả vùng không gian tô điểm sáng chói chói lọi. Không trung có từng đạo gợn sóng lộng lẫy rực rỡ đang dập dờn, rất là huyền diệu. Tựa như vô số tiểu tinh linh ở trong đó bay múa. Oa, thật xinh đẹp. Sợ hãi trong lòng Sở Phiền đều biến mất hết không còn, trong nháy mắt bị nơi này cảnh sắc hấp dẫn, ánh mắt lại bắt đầu tặc lưu lưu chuyển động lên. Con người Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, trong nháy mắt liền bị bạch sắc ngọc đài to lớn ở giữa hấp dẫn, bạch sắc ngọc đài toàn thân trong suốt vô cùng, mơ hồ ở giữa hiện ra hồng quang. Hồng sắc quang mang nâng lên hạ xuống như có tiết tấu hô hấp. Cẩn thận nghe xong còn có thể cảm nhận được thanh âm nhịp tim. Ong ong đột nhiên quanh thân Tiêu Phàm phóng ra huyết sắc quang mang, hóa thành một trận hồn lực phong bạo đáng sợ, sát phạt chi khí ngưng tụ thành kiếm khí thực chất hóa bắn ra tứ phương. Sở Phiền còn không phản ứng kịp liền bị một cỗ đại lực đánh bay, kiếm khí đầy trời xé rách làm hắn phát sợ. Tiêu đại ca, Sở Phiền kêu to nhưng Tiêu Phàm căn bản không nghe được thanh âm hắn, từng bước một hướng về ngọc đài đi đến. Con người hắn đỏ bừng vô cùng, bắn ra ra hai đạo thực chất quang mang, phía sau hắn có một đôi huyết sắc cốt xí to lớn, hung lệ sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hư không. Quanh thân hắn hiện lên một đạo huyết sắc hư ảnh to lớn, nghiễm nhiên chính là huyễn ảnh Tu La, giờ phút này, huyễn ảnh Tu La cùng Tiêu Phàm hoàn toàn hòa làm một thể. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng bạch sắc ngọc đài, mặt đất đều phát ra một trận thanh âm rung động, hơn nữa, mỗi bước đi. Huyết quang phía trên bạch sắc ngọc đài càng nồng đậm mấy phần. Lúc Tiêu Phàm tới gần ngọc đài,
bạch sắc ngọc đài cũng triệt để biến thành huyết hồng sắc, giống như Tiêu Phàm tưới nước mà thành. Lại gần xem xét mới phát hiện trên ngọc đài vậy mà che kín lít nha lít nhít đường vân, trong văn lộ lưu động từng đạo máu tươi. Tất cả máu tươi hội tụ hướng huyết chỉ bên trong huyết sắc ngọc đài, phía trên huyết chỉ bao phủ sương mù màu máu, những sương mù này tràn ngập tất cả các loại tâm tình tiêu cực tồn tại trên đời, tàn nhẫn, giết chóc, huyết tinh, tử vong. Nếu như quả thực phải dùng một câu hình dung, huyết chỉ chính là vạn ác chi nguyên. Tiêu Phàm từng bước một hướng về huyết sắc ngọc đài, thân thể hắn kịch liệt run rẩy tựa như không nguyện ý bước vào huyết sắc ngọc đài. Giờ phút này thân thể hắn có chút bắt đầu vặn vẹo, cơ bắp trên người không ngừng biến hóa, quần áo trên người cũng hoàn toàn phá toái. Nguyên bản thân thể nhỏ yếu đã chậm rãi cao một trượng, phía sau mọc ra một đôi huyết sắc cốt xí, đỉnh đầu sinh ra một đôi sừng dài huyết sắc. Miệng hắn nhe răng nanh lộ ra thí huyết phong mang, nhìn qua mà giật mình. Tu La, bộ dáng Tiêu Phàm hiện tại cùng Tu La trong sát phương thí luyện trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc, hoàn toàn không khác nhau. Tiêu đại ca biến thành quái vật, Sở Phiền đứng ở đằng xa trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, răng có chút run lên. Dung mạo Tiêu Phàm giờ phút này liếc mắt nhìn một cái đều phát lạnh. Ngay lúc đó, não hải Tiêu Phàm đang bị vô số loại ý chí trùng kích, thân thể căn bản không nghe hắn sai xử, chỉ có ý thức coi như thanh minh. Nếu như đem Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tu La ý chí so sánh một chút, hắn đang bị vô số điểm sáng nhỏ từng bước xâm chiếm, đồng hóa, mặc dù hắn ý chí rất kiên định nhưng là không chịu được nhiều ý chí trùng kích như vậy. Đều cút ngay cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm phẫn nộ gào thét, đáng tiếc, những điểm sáng kia căn bản bất phi sở động, một mực trùng kích Tu La ý chí. Tiêu Phàm cảm giác đầu muốn nổ tung, hắn rốt cục biết rõ trước đó vì sao lại cảm giác được bất an. Bất an chính là đến từ Ngọc Đài. Hắn muốn dẫn ra Bạch Thạch cùng U Linh Chiến Hồn nhưng khiến hắn tuyệt vọng là U Linh Chiến Hồn cùng Bạch Thạch hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Lần này, không hề nghi ngờ là nguy cơ to lớn nhất Tiêu Phàm từ trước tới nay gặp được. Cho dù là đối mặt cường giả chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dạng này tiếp tục không phải biện pháp. Ta chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy, không có Bạch Thạch cũng không có U Linh Chiến Hồn, Tiêu Phàm cảm giác có chút không biết làm sao. Hắn ý thức được, một người muốn cường đại không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có thể dựa vào bản thân. Bản thân, ta còn có cái gì có thể cùng những ý chí này đối kháng? Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, một đám suy nghĩ bên trong não hải nhanh chóng lóe qua. Bên trong não hải Tiêu Phàm có rất nhiều ý chí trùng kích, Tu La ý chí tràn ngập nguy hiểm, tựa như tùy thời có thể bị diệt. Đúng rồi, trừ Tu La ý chí ta còn có bất hủ ý chí, hai thứ này đều là bản thân lĩnh ngộ, dù là thân thể ta không nghe sai khiến, bất hủ ý chí cũng vẫn tồn tại như cũ. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, bất hủ ý chí mãnh liệt cuộn trào ra. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được điểm sáng bên cạnh Tu La ý chí bỗng lại thêm một điểm sáng. Khiến Tiêu Phàm kinh hãi là điểm sáng ý chí tựa như cố ý tránh bất hủ ý chí, chỉ xông kích Tu La ý chí. Tu La ý chí tựa như ngọn lửa nhỏ, đã đến biên giới nguy cấp. Trong lòng Tiêu Phàm hung ác, đột nhiên đem bất hủ ý chí và Tu La ý chí hòa làm một thể, nói cho đúng là hai cỗ ý chí quấn quanh lẫn nhau. Quả nhiên! Những ý chí tiêu cực ngưng tụ liền bắt đầu lui tránh như có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ, trong lòng Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ bất hủ ý chí so với Tu La ý chí còn cường đại hơn? Tiêu Phàm không cho là như thế, bên trong chiến đấu, uy lực Tu La ý chí mạnh hơn bất hủ ý chí. Vậy thì là cái gì khiến những ý chí mặt trái là e ngại bất hủ ý chí? Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ, đột nhiên lại có mấy cỗ mặt trái ý chí nhào về phía Tu La ý chí. Quỷ dị là mấy cỗ ý chí lại bị Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí nuốt chửng lấy. Ý chí cũng có thể thôn phệ. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Lần trước bên trong Tu La cổ địa, không phải có vô số mảnh vỡ ý chí có thể thôn phệ cùng luyện hóa, những ý chí này lại thế nào không thể a? Tu La ý chí vốn là ý chí tâm tình tiêu cực ngưng tụ, há lại sẽ e ngại lực lượng ý chí khác. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì.
những ý chí mặt trái có thể thôn vệ và trùng kích tu la ý chí tự nhiên cũng có thể thôn vệ những ý chí mặt trái kia. Sở dĩ bất hủ ý chí ra chỉ tại phía trên tu la ý chí, chỉ là bởi vì bất hủ ý chí tương đương với cho tu la ý chí cung cấp lực lượng liên tục không ngừng mà thôi. Tiêu Phàm trong nháy mắt ra quyết định, chính là thôn vệ luyện hóa những ý chí này. Sau một khắc, tu la ý chí cùng bất hủ ý chí ngưng tụ điểm sáng liền bắt đầu từng bước xâm chiếm lấy lực lượng ý chí. Tiêu Phàm cảm giác, thôn vệ một loại ý chí, tu la ý chí liền cường đại mấy phần. Tiêu Phàm tự nhiên không do dự nữa, lần trước U Linh chiến hồn đột phá cửu phẩm dung nhập tu la huyết mạch liền để tu la ý chí đột phá đến tam trọng. Hắn luôn cảm giác nếu như đột phá chiến đế hậu kỳ, tu la ý chí sẽ xông thẳng tứ trọng. Nhưng hiện tại muốn đột phá chiến đế hậu kỳ có vẻ như cũng không có khả năng, bất quá bây giờ lại có một cơ hội, nếu như đem những ý chí mặt trái toàn bộ thôn phệ, phải chăng có thể khiến tu la ý chí đạt tới tứ trọng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tựa như đánh máu gà, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ, uy lực bất hủ ý chí lúc này triệt để thể hiện ra. Theo thời gian đưa đẩy, điểm sáng tu la ý chí càng ngày càng sáng chói, hơn nữa, bất hủ ý chí có vẻ như cũng tăng cường mấy phần. Chẳng lẽ bất hủ ý chí cũng có khả năng đột phá tam trọng? Tiêu Phàm đã hoàn toàn quên thân thể hắn như thế nào, giờ phút này, tâm thần hắn toàn bộ trầm tĩnh tại bên trong đối kháng ý chí. Đương nhiên, cho dù hắn muốn khống chế hắn thân thể cũng không có khả năng, hiện tại hắn thân thể y nguyên bị một cỗ ngũ hành lực lượng khống chế bước vào trong huyết chỉ huyết trung ương sắc ngọc đài. Sau một khắc, sự tình càng đáng sợ hơn phát sinh. Chỉ thấy máu tươi trong huyết chỉ đột nhiên hướng về trong thân Tiêu Phàm thể dũng mãnh lao tới, cũng không biết như thế nào đi vào, nhưng chính là như vậy đi vào. Rầm rầm, rầm rầm, nhục thể Tiêu Phàm phát ra từng đợt uống nước thanh âm, cực kỳ quái dị và khủng bố. Nơi xa Sở Phiền thấy cảnh này, không khỏi nuốt nước miếng, hắn rất muốn chạy trốn đi, nhưng là thân thể hắn bị một cỗ lực lượng to lớn đính vào phía trên vách đá, căn bản không thể trốn đi đâu được. Theo huyết dịch trong huyết chỉ giảm bớt, đường vân huyết dịch phía trên huyết sắc ngọc đài dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đang hội tụ vào trong huyết chỉ. Đồng thời, huyết sắc ngọc đài lần nữa lộ ra diện mục thật sự, toàn thân trắng noãn như ngọc, thần thánh vô cùng. Thời gian 10 cái hô hấp, tất cả máu tươi đều tràn vào thể nội Tiêu Phàm toàn thân xích hồng như máu, thiêu đốt lên một loại huyết sắc hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Lúc huyết dịch bên trong bạch sắc ngọc đài biến mất, bên trong một phiến không gian tối tăm đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, tu la chi huyết rốt cục biến mất, ngũ hành phong ấn cũng sẽ biến mất, đám sâu kiến ngu xuẩn có thể sống sao? Chỉ là hơi tàn mà thôi. Thanh âm thập phần phiêu miểu, cổ lão, dường như xuyên việt vạn cổ mà đến, sau đó yên lặng tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại sao ta cảm giác nghe được có người nói chuyện? Sở Phiền đột nhiên cau mày một cái, toàn thân rùng mình, phi phi. Chỗ nào có thứ gì, là bản thân ta tự dọa mình. Sở Phiền đều bị dọa phát sợ, nếu như lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ, Sở Phiền đoán chừng liền bị dọa đái ra quần. Lại nói Tiêu Phàm tu la ý chí cùng bất hủ ý chí đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm ý chí khác, mặc dù tu la ý chí đang không ngừng mạnh lên nhưng Tiêu Phàm cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Giờ phút này hắn đột nhiên có loại muốn cảm giác giết người, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cảm xúc mà thôi. Nếu như không phải Tiêu Phàm tâm tính kiên định, đoán chừng đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Quá nhiều ý chí mặt trái, cho dù bị thôn phệ cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm tính ta. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, lúc đầu hắn giết một vạn người tâm tính đều không có bất luận biến hóa. Nhưng mà hôm nay chỉ thôn phệ một chút ý chí liền khiến hắn đến bên bờ biên giới sụp đổ. Hắn rất muốn ngăn cản tiếp tục thôn phệ, nhưng căn bản không dừng được. Hắn có một loại ý chí tham lam, điên cuồng thôn phệ lực lượng ý chí khác. Không đem những ý chí mặt trái thôn phệ hết, liền tuyệt đối sẽ không nghỉ. Giờ phút này hắn đã đạt tới điểm giới hạn sụp đổ, nếu như tiếp tục thôn phệ, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, nhưng mà, suy nghĩ hắn rất loạn, căn bản là không có cách nào bình tĩnh. Nhất tâm nhị dụng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Đem ý chí mặt trái tất cả đều dứt bỏ, một nửa tâm thần khác chậm rãi bình tĩnh xuống, hắn thập phần may mắn bản thân nắm giữ loại năng lực này, bằng không cách cái chết không xa. Trước đó U Linh chiến hồn thẩm thấu ra một cỗ năng lượng huyền diệu,
có thể áp chế những ý chí mặt trái, chỉ cần có thể thi triển lực lượng U Linh Chiến Hồn, bản thân tuyệt đối có thể thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu thử nghiệm dẫn ra U Linh Chiến Hồn cùng Bạch Thạch, khiến hắn thất vọng là vẫn thất bại. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Trong lòng Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, Tỏa Hồn Châu mang ta tới nơi này có thứ gì đang triệu hoán Tỏa Hồn Châu, chỉ cần câu thông Tỏa Hồn Châu thì có biện pháp đem những ý chí mặt trái luyện hóa. Sau đó tâm thần Tiêu Phàm liền bắt đầu dẫn ra Tỏa Hồn Châu, hô một tiếng, Tiêu Phàm cảm giác trước người mình có một khỏa huyết sắc quang mang, chính là Tỏa Hồn Châu. Thành công, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Sau đó trong lòng gần như dùng hết toàn lực quát ầm lên, Tỏa Hồn Châu, luyện hóa cho ta. Thế nhưng Tỏa Hồn Châu hoàn toàn bất phi sở động, lẳng lặng lơ lửng tại hư không, tâm Tiêu Phàm trong nháy mắt thật lạnh. Nhìn thấy Tỏa Hồn Châu xuất hiện, Tiêu Phàm trong lòng hy vọng lặng yên dâng lên, nhưng mà cuối cùng tan vỡ, Tiêu Phàm hoàn toàn tuyệt vọng. Tựa như mới vừa rồi còn trong mây, hiện tại liền rơi vào thung lũng, mặc cho ai đều không dễ chịu. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm mặc cho bản thân tự sinh tự diệt. Bất quá, Tiêu Phàm lại vẫn kiên trì như cũ, đây cũng là chỗ cường đại của tu la ý chí, bởi vì tu la ý chí vốn là vô số ý chí mặt trái ngưng tụ thành. Hơn nữa, có bất hủ ý chí, Tiêu Phàm còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Hiện tại, Bạch Thạch vô dụng, U Linh Chiến Hồn vô dụng, Tỏa Hồn Châu cũng vô dụng, còn cái gì bản thân ỷ vào đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ, đột nhiên trong đầu lại toát ra mấy chữ, vô tận chiến hồn. Nếu Tỏa Hồn Châu đều có thể xuất hiện, Tỏa Hồn Châu cùng vô tận chiến hồn có phải có thể xuất hiện hay không? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn, chính là vô tận chiến hồn, nếu bắt đầu, Tiêu Phàm khẳng định kích động không thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại kích động không nổi, hắn sợ hy vọng càng lớn, qua một lúc thất vọng càng lớn. Nếu như lần này thất bại nữa, ta cách cái chết cũng không xa. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh, nếu như không phải ý chí hắn đầy đủ kiên định, đoán chừng sớm đã bị tàn phá. Lần lượt đả kích, hắn lại lần lượt kiên trì. Trời không tuyệt đường người, Tiêu Phàm động viên bản thân. Sau đó khống chế vô tận chiến hồn bao vây lấy tu la ý chí, ngay sau đó sự tình phát sinh làm Tiêu Phàm kinh ngạc. Tu la ý chí bao phủ hắn trong nháy mắt. Tiêu Phàm cảm giác những ý chí mặt trái vậy mà không tăng trưởng, hơn nữa thôn phệ ý chí trải qua vô tận chiến hồn rèn luyện, hóa thành một đoàn năng lượng dung nhập bên trong tu la ý chí. Vô tận chiến hồn, luyện hóa cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm kích động gào thét, cho tới nay, hắn đều không thỏa thích thi triển lực lượng vô tận chiến hồn, đây còn là lần thứ nhất. Vô tận chiến hồn cũng không để cho Tiêu Phàm thất vọng, thậm chí ngay cả ý chí đều có thể rèn luyện. Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất thể nghiệm đến lực lượng chân chính của vô tận chiến hồn. Hỏa diễm cuồn cuộn đốt cháy, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt co vào không ít, hắn cũng buông lỏng một hơi. Bên trong quá trình vô tận chiến hồn rèn luyện tu la ý chí, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện thậm chí ngay cả bất hủ ý chí cũng chậm rãi mạnh lên, ẩn ẩn có xu thế đột phá tam trọng. Một khi đột phá tam trọng, Tiêu Phàm liền có thể nhất cử đột phá chiến đế hậu kỳ. Lấy thực lực hắn chiến đế hậu kỳ, không nói dưới chiến thánh cảnh không ai là địch, nhưng tuyệt đối kém không bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, tâm tình tiêu cực trong đầu Tiêu Phàm chậm rãi biến mất, ngay lúc đó, thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Lúc một sợi ý chí mặt trái cuối cùng bị luyện hóa, thân thể Tiêu Phàm cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn lần nữa khống chế thân thể. Tam trọng bất hủ ý chí, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt. Trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, hắn hít sâu một cái, cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Bất hủ ý chí trợ giúp tu la ý chí đối kháng những ý chí mặt trái, cũng chậm rãi tăng cường, có thể đột phá tam trọng ngược lại cũng nằm trong dự kiến của Tiêu Phàm. Chỉ khiến hắn thất vọng là tu la ý chí vẫn không có đột phá đến tứ trọng, chỉ áp xúc đến cấp độ khủng bố. Mặc dù chỉ là tam trọng tu la ý chí nhưng Tiêu Phàm tự tin. Tam trọng tu la ý chí dưới tình huống người khác không thi triển thiên địa chi lực, tuyệt đối không kém gì tứ trọng ý chí. Lần này, Tiêu Phàm mặc dù cửu tử nhất sinh nhưng là coi nhân họa đắc phúc. Tỏa Hồn Châu quả nhiên không có gạt ta, chỉ cần lĩnh ngộ tam trọng bất hủ ý chí, thực lực ta liền nâng cao một bước.
Trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ hài lòng. Đột nhiên, Tiêu Phàm lộ ra thần sắc kinh dị, run giọng nói, huyết mạch chi lực rốt cuộc lại mạnh lên. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, tu la huyết mạch không có thuế biến hoàn toàn, dù sao, tu la huyết mạch hoàn mỹ cũng không chỉ là nắm giữ tu la thần dực, còn sẽ xuất hiện tu la bí kỹ khác. Bất quá khi Tiêu Phàm thử nghiệm tu la bí kỹ, lại phát hiện cái gì đều không có, chỉ cảm giác tốc độ tu la thần dực lại nhanh mấy phần. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại nhìn về bốn phía, hắn phát hiện bản thân đang đứng trong ngọc trì, bạch sắc ngọc đài lại trở nên trong suốt, tựa như đều không có phát sinh qua. Nếu như không phải Tiêu Phàm chân thực cảm thụ được bản thân mạnh lên, hắn sẽ coi là tự mình làm mộng. Bước ra ngọc đài, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Sở Phiền nơi xa, khóe miệng có chút co lại, ra hỏa vậy mà ngủ phía dưới vách đá, hơn nữa còn hơi lẩm bẩm. Cái ngọc đài này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Phàm đứng ở trên ngọc đài, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Chạy quanh ngọc đài lấy một vòng, càng xem càng quen thuộc nhưng lại kêu không ra danh tự. Gặp được đồ vật không biết, Tiêu Phàm trước tiên ở bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm, đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng nói, tu la truyền thừa ký ức sốt cuộc lại phá vỡ một lớp phong ấn. Phải biết, tu la truyền thừa mỗi lần đều là đột phá một đại cảnh giới mới có thể phá vỡ một lớp phong ấn, lần này vậy mà phá vỡ một lớp phong ấn. Kế tiếp, tâm thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong tu la truyền thừa, cửu phẩm công pháp, chiến kỹ cùng đan phương từng cái hiện lên trong đầu Tiêu Phàm, bất quá hắn hiện tại cũng không có quan tâm những cái này. Hắn chỉ muốn biết bạch sắc ngọc đài có quan hệ gì, bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục tìm tới một đáp án. Ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm cau mày, rất hiển nhiên, ngũ hành phong ấn chính là danh tự bạch sắc ngọc đài. Nói cho đúng, bạch sắc thạch đầu là trận nhãn ngũ hành phong ấn. Cũng không phải mấy chữ ngũ hành phong ấn làm Tiêu Phàm ngưng trọng như thế, mà là tác dụng ngũ hành phong ấn. Theo tu la truyền thừa ghi chép, siêu việt cửu phẩm hồn giới liền có thể xưng là trận pháp, điểm này Tiêu Phàm ngược lại không để ý, trong nhận thức. Hồn giới cùng trận pháp hắn kiếp trước nghe nói qua vốn là một dạng tác dụng. Ngũ hành phong ấn chính là dùng để phong ấn thế lỗ hỏng giới vực, ngũ hành ngưng tụ đạt tới cực hạn, đây chính là chiến thần cảnh tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết đều không làm gì được. Thế giới bức từng ngăn cách thế giới như thế nào Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, cái kia đã vượt qua cấp độ hắn chạm đến, nhưng cũng không khó lý giải. Nếu như đạt tới cấp độ chiến thần cảnh rất có thể nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Một trận chiến cường giả rất có thể đánh xuyên qua thế giới, mà ngũ hành phong ấn chính là dùng để phong ấn lỗ hổng kia. Chẳng lẽ nơi này thông hướng bên ngoài chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, đồng thời trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ, nếu như xuyên qua ngũ hành phong ấn lại là một mảnh địa vực như thế nào? Nơi này có thể là lối vào một thế giới khác không? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái suy nghĩ kỳ lạ, sau đó toàn thân đột nhiên nổi da gà. Cái ý nghĩ này vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Phàm lại hít một hơi hơi lạnh, vội vàng rút lui mấy bước. Chỉ là ngẫm lại bản thân đứng ở phía trên lối vào một thế giới khác, hắn liền toàn thân phát lạnh. Vẫn là tranh thủ thời gian rời nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lách mình xuất hiện ở bên người Sở Phiền, ôm lấy hắn liền đi lại phương hướng đi đến. Tiêu Phàm ôm Sở Phiền cấp tốc hướng về vị trí nơi đến bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền chặt chẽ vững vàng đâm vào vách đá dựng đứng, trực tiếp bị bắn ngược về. Cái này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn nhớ kỹ, nơi này rõ ràng là cửa vào, làm sao đột nhiên ra không được. Sở Phiền bị đụng tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Phàm liền lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền chuẩn bị chạy. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lại vội vàng ngừng bước chân, kinh ngạc nói, Tiêu đại ca, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Tiêu Phàm gật đầu, đối với Sở Phiền lại là oán thầm không thôi, bản thân mình có đáng sợ như vậy sao, chẳng lẽ còn ăn ngươi. Sau đó lại nhìn Sở Phiền hỏi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ chúng ta từ nơi nào đến không? Chính là nơi này. Sở Phiền chỉ nơi trước đó Tiêu Phàm đụng vào nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày. Mình quả thật nhớ không lầm, nhưng là vì sao nơi này lại ra không được. Liếc nhìn bốn phía, trong không gian đâu đâu cũng có vách đá, căn bản không có bất kỳ đường ra,
chẳng lẽ bản thân bị khốn ở chỗ này? Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, hắn đành phải từ bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm đáp án, khiến hắn thất vọng là tu la truyền thừa chỉ ghi lại ngũ hành phong ấn, cũng không có miêu tả đối với chỗ này. Tiểu tử, người trạng thái hồn hóa cũng không cách nào rời đi. Tiêu Phàm lại hỏi. Không được, ta không phải đều đụng tỉnh sao? Sở Phiền tức giận nói, trên vách núi này có một loại năng lượng kỳ lạ, không chỉ ngăn cản ta, đối với ta còn có một loại tổn thương rất lớn. Tiêu Phàm tự nhiên không nghi ngờ lời Sở Phiền nói, tiểu gia hỏa đoán chừng so với hắn còn muốn rời đi nơi này hơn. Tiêu đại ca, người nói, có thể từ nơi này ra ngoài hay không? Đột nhiên, Sở Phiền chỉ bạch sắc ngọc đài nói ra. Theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, một mảnh đen kịt không biết có cái gì, bất quá bây giờ Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì, chỉ cần có cơ hội rời đi, hắn cũng phải thử một lần. Đi! Tiêu Phàm ngẫm lại. Nắm Sở Phiền liền hướng không trung lao đi. Lại nói bàn tử theo tử tinh lôi thú rời đi, hai người trèo non lội suối, không biết đi bao lâu, sát lục cổ địa so với bàn tử tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Còn có bao xa, lúc này cũng đã 7 ngày rồi. Bàn tử thập phần không nhịn được nói. Giống, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay mấy lần, lộ ra một mặt vô tội. Nơi người muốn đến không thấy đâu nữa. Thanh âm bàn tử bỗng gia tăng mấy chục decibel, tức giận nói cách khác, ngươi là đang đùa ta rồi. Tử tinh lôi thú liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải nó sợ bàn tử, mà là muốn cầu bàn tử, cho nên cũng không cùng bàn tử khai chiến. Dù sao, coi như chiến một trận toàn lực, nó cũng không thể từ trên người bàn tử chiếm được chỗ tốt, đương nhiên, nếu như tử tinh lôi thú không bị tổn thương, đoán chừng bàn tử cũng không là đối thủ của nó. Lúc bàn tử biết rõ tử tinh lôi thú là bởi vì bị thương cho nên phát huy không toàn lực, bàn tử nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, cũng may hắn vận khí tốt, đụng tới là một đầu tử tinh lôi thú bị thương. Tử tinh lôi thú khoa tay hồi lâu, một mặt khẩn cầu nhìn bàn tử. Một ngày, ngày cuối cùng, ngươi nếu còn tìm không thấy, đừng trách ta không giúp ngươi. Bàn tử duỗi ra một đầu ngón tay, kiên trì nói ra. Kỳ thật hắn mình cũng thập phần hiếu kỳ. Đến cùng là thứ gì có thể thay thế hắn lĩnh ngộ thiên lôi chi lực. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái khác, chính là muốn thu phục tử tinh lôi thú, chỉ là tạm thời không tìm ra cơ hội tốt mà thôi. Tử tinh lôi thú nghe vậy, cao hứng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn tử cũng không còn tràn ngập địch ý như vậy. Hai người hành tẩu trong đại sơn cổ lâm, nửa ngày rất nhanh liền đi qua, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, thanh âm hồn thú gào thét bắt đầu vang lên. Vô luận mảnh núi rừng kia ban đêm đều là thiên hạ hồn thú, chỉ là so với cổ lâm đêm tối, sát lục cổ địa đêm tối lộ ra một loại chi khí kiềm chế cùng u sâm. Ta xem là không đùa, nếu không ngươi đi theo ta rời đi đi, về sau ta nghĩ biện pháp chữa cho ngươi. Bàn tử nhìn tử tinh lôi thú nói. Thấy tử tinh lôi thú cúi đầu, bàn tử tưởng là nó đang do dự, lại vội vàng nói, đúng rồi, tam đệ ta là bát phẩm luyện dược sư. Hắn nhất định có thể chữa cho ngươi. Bàn tử nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt tử tinh lôi thú, dùng một câu lại nói, không muốn thánh thú làm thú cưỡi thì không phải là một tu sĩ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ đây. Xuy, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo ánh sáng bạch sắc từ đằng xa phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, toàn bộ cổ lâm đều trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng. Giống. Tử tinh lôi thú hưng phấn gào thét, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về vị trí bạch quang cuối chân trời bay đi. Cái khí tức này làm sao cảm giác giống như thiên lôi chi lực. Bàn tử cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo vẻ nghi hoặc truy theo. Mặc dù lôi điện lấp lóe thoạt nhìn rất gần nhưng bàn tử cùng tử tinh lôi thú lại tốn một lúc mới chạy tới, cũng may còn có lôi điện chỉ dẫn phương hướng cho bọn hắn. Cái này... Bàn tử cùng tử tinh lôi thú đứng sừng sững trên không trung nhìn nơi xa, cũng bị cảnh sắc nơi đó làm cho chấn kinh. Hơn 10 dặm hiện lên một đạo bạch sắc hư ảnh to lớn, đó là một tòa cung điện nguy nga bao la hùng vĩ, vẻn vẹn liếc mắt một cái, bàn tử liền cảm giác bản thân có chút không thở nổi. Tại bốn phía hư ảnh bạch sắc cung điện, lôi điện xen lẫn, tản ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, tất cả thế gian trước mặt nó đều cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó, thể nội chiến tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, chiến ý dâng cao,
bên ngoài thân hiện lên một tầng lôi điện màu vàng kim nhạt, giống như một bộ lôi điện áo giáp. Giờ phút này, chân trời đã sáng tỏ, nhưng bạch sắc cung điện nguy nga vẫn thập phần chói mắt, dường như trở thành thứ duy nhất giữa thiên địa. Cung điện này bề ngoài trừ màu sắc, tại sao cùng thanh đồng điện phía dưới sông băng tuyết nguyệt hoàng thành giống nhau như đúc? Trong đầu Bàn Tử hiện lên một hình ảnh quen thuộc, không khỏi nhìn chiến thiên kích trong tay. Chiến thiên kích cũng rung động kịch liệt, chẳng lẽ lôi điện đại điện cùng chiến tộc có một ít liên hệ? Giống giống, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói cái này mỗi lần đều là tùy ý xuất hiện ở bên trong sát lục cổ địa, hơn nữa chỉ có người có huyết mạch đặc thù mới có thể nhìn thấy. Bàn Tử lộ ra vẻ cổ quái. Tử tinh lôi thú gật đầu, Bàn Tử lại kinh ngạc, chẳng lẽ mình sở dĩ có thể nhìn thấy bạch sắc đại điện là bởi vì chiến tộc huyết mạch sao? Chiến tộc huyết mạch tự động sôi trào, nghĩ đến đúng là nguyên nhân này, hơn nữa, ta cảm giác lĩnh ngộ thiên lôi chi lực cùng lôi điện bên trong bạch sắc cung điện thập phần thân thiết. Bàn Tử trong đầu trầm ngâm, đột nhiên, ánh mắt Bàn Tử sáng lên, chờ đã. Bỗng nhiên, Bàn Tử tại bốn phía nhanh chóng chạy như điên, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ, tử tinh lôi thú không biết vì sao, còn tưởng rằng Bàn Tử nổi điên. Sát lục cổ địa vậy mà cùng địa đồ lão tam cho ta giống nhau như đúc, quả thật là như thế này, vậy bên trong bạch sắc cung điện há không phải chính là nơi truyền thừa chiến tộc. Bàn Tử kém chút kinh hô đi ra. Giống giống. Đột nhiên, tử tinh lôi thú truyền đến một trận gầm rú, thanh âm thập phần sốt ruột, tựa như sắp mất đi đồ vật quý giá nhất. Nghe được thanh âm tử tinh lôi thú, Bàn Tử quay đầu, lại nhìn thấy bạch sắc cung điện như ẩn như hiện, tựa như tùy thời có thể biến mất, Bàn Tử lóe sáng xuất hiện ở trên lưng tử tinh lôi thú, hét lớn, nhanh, xông vào. Tử tinh lôi thú giống to, thập phần khó chịu Bàn Tử dẫm ở trên lưng nó, bất quá vì lôi điện chi lực. Nó cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nhìn qua bạch sắc lôi điện xen lẫn đại điện, tử tinh lôi thú trong mắt đều là sợ hãi. Rất hiển nhiên, nó cũng thử xông vào nhưng không có một lần thành công, ngược lại làm nó thụ thương thảm trọng. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh xông lên, tốc độ ngươi nhanh hơn ta. Bàn Tử hét lớn, hắn cũng xác thực không phải đem tử tinh lôi thú làm thú cưỡi, chỉ là sốt ruột, liền xuất hiện ở trên lưng nó. Tử tinh lôi thú quay đầu nhìn Bàn Tử một cái, nhìn thấy Bàn Tử trên người lấp lóe lôi điện, thiên lôi chi lực trên người Bàn Tử rất rõ ràng cùng bạch sắc cung điện lôi điện chi lực là đồng nguyên. Nếu như Bàn Tử đều đi vào không được, vậy nó cả một đời đoán chừng cũng vô pháp đi vào. Mà tiến chẳng nhiều bạch sắc cung điện cũng liền không thể được thiên lôi chi lực, thương thế tử tinh lôi thú không cách nào phục hồi như cũ, đời này đoán chừng cũng vô pháp đột phá cửu giai. Nghĩ vậy, tử tinh lôi thú hai mắt đỏ lên, kiên trì phóng đi hướng về bạch sắc cung điện. Bàn Tử thấy thế, trên mặt lóe qua một mặt hưng phấn, khi hắn lấy lại tinh thần, tử tinh lôi thú đã hóa thành một đạo thiểm điện xông vào bên trong bạch sắc cung điện. Xa xa nhìn lại rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng mà tử tinh lôi thú cùng Bàn Tử đang đến gần bạch sắc cung điện, thân thể bọn hắn lại chậm rãi hư hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh hư ảnh. Tiến vào rồi. Bàn Tử kinh ngạc nhìn bạch sắc cung điện to lớn trước mắt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, khi hắn quay đầu nhìn về phía trở về, lại phát hiện sát lục cổ địa tất cả biến thành hư ảnh, hơn nữa càng ngày càng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lão Tam, chờ nhị ca mạnh lên, lại cùng ngươi chinh chiến thiên hạ. Trong mắt Bàn Tử lóe lên một vẻ kiên nghị, bỗng nhiên, sát lục cổ địa hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía bạch sắc cung điện. Tiêu đại ca, làm sao bây giờ, phía trước càng ngày càng đen. Trong một mảnh không gian đen kịt truyền đến một thanh âm non nớt, thanh âm tại hư không không ngừng quanh quẩn, chính là thanh âm Sở Phiền. Tự mình chọn đường, dù quỳ cũng phải đi đến cùng. Tiêu Phàm cắn răng nói. Hắn và Sở Phiền đã không biết đã qua bao lâu, nhưng thời gian ít nhất đã một ngày, ngay từ đầu còn có thể ngự không phi hành, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng rời đi nơi này. Nhưng mà sau khi hắn phi hành một canh giờ, đột nhiên sinh ra một loại áp lực đáng sợ, hơn nữa không ngừng xâm nhập, loại áp lực kia càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải leo lên phía trên vách đá, từng bước một leo lên. Ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, thế nhưng liên tục mấy canh giờ, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn chửi mẹ nó, hiện tại cho dù xuống dưới,
đoán chừng cũng phải mất thời gian nửa ngày, hơn nữa còn chưa chắc có thể tìm được đường ra ngoài. Thế nhưng nếu tiếp tục leo lên, vạn nhất thật không có điểm cuối cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm cảm giác hồn lực trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may hồn lực hắn phi thường nhiều, bằng không đã sớm hao tổn mà chết. Tiêu đại ca, lúc chúng ta rơi xuống rõ ràng không lâu như vậy mà, hiện tại chúng ta bò cả ngày, tại sao còn không ra ngoài? Sở Phiền một mặt lo lắng nói. Vấn đề này Tiêu Phàm cũng nghĩ thật lâu, thông đạo đen kịt nhất định chính là một cái động không đáy. Bất kể như thế nào, thông đạo này chính là thông lên hướng mặt đất, chỉ cần tiếp tục đi xuống, khẳng định có thể đi ra ngoài. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngươi không cần an ủi ta, có Tiêu đại ca tại, ta liền không sợ. Sở Phiền nói ra. Tiêu Phàm một mặt im lặng, may mắn là, Sở Phiền ở vào trạng thái hồn hóa, cũng không có phụ tải quá lớn, bằng không đối với hắn tiêu hao càng lớn. Ngược lại là bàn thạch thánh kiếm trong tay khiến hắn có chút do dự. Ném đi thì quá lãng phí, không ném đi thì lại lãng phí hồn lực, dù sao, cửu phẩm hồn binh không phải nặng bình thường. Tiêu đại ca, bảo kiếm này nếu không ta cầm cho ngươi, ta hiện tại là trạng thái hồn hóa, đồ vật ta chạm cũng có thể hồn hóa. Sở Phiền đột nhiên nói ra. Ôi, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, thiếu chút nữa thì phát cuồng, ngươi sao không nói sớm. Ta không phải cũng không nghĩ tới đó sao? Sở Phiền bĩu môi. Như thế lại đi hai ngày, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng tính toán, hồn lực đã còn thừa không có mấy, vẫn dựa vào ý chí khổ cực trèo trống. Trên đường, hai người gặp một trận cương phong đáng sợ, Tiêu Phàm kém chút bị cương phong quét trúng, loại trạng thái kia một khi quét trúng, Tiêu Phàm đoán chừng đều sẽ hóa thành cho bụi. Cũng may Sở Phiền kịp thời để Tiêu Phàm hồn hóa, mang theo hắn xông qua phiến cương phong địa vực, không thể không nói, loại năng lực này của Sở Phiền vô cùng cường đại. Tiêu Phàm cũng âm thầm may mắn đem Sở Phiền theo, bằng không, hắn muốn rời đi nơi này, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Tiêu đại ca, ta giống như ngửi được khí tức hồn lực. Sở Phiền đột nhiên hét lớn, thanh âm có chút hưng phấn. Ngươi không cần an ủi ta, ta còn có thể kiên trì một hồi. Thanh âm Tiêu Phàm đều khàn khàn rất nhiều, lộ ra thập phập mỏi mệt. Thực không phải an ủi ngươi, ngay phía trước, ngươi đừng quên, ta là hồn tộc, đối với hồn lực mẫn cảm nhất. Sở Phiền lo lắng, càng nói càng kích động. Thực, Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, sau một khắc, hắn tựa như mũi tên rời dây cung xuyên ra ngoài, tựa như không phải đang bỏ vách núi treo leo, đơn giản như dẫm trên đất bằng. Hồn lực thật là nồng nặc, Tiêu Phàm nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, chưa từng thấy hồn lực ba động nồng đậm như vậy. Tiêu đại ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Sở Phiền ha ha cười. Tiêu Phàm không nói, hắn sợ bản thân một hơi không có kiên trì được, tất cả tốn công vô ích, dù sao giờ phút này hắn cơ hồ chỉ dựa vào ý chí mà kiên trì, đây chính là sự khác biệt giữa chiến đế và tu sĩ cấp thấp khác. Sau nửa ngày, một đạo quang mang xuất hiện bên trong ánh mắt tối tăm mờ mịt của Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Có tia sáng, chỗ kia rất có thể có cửa ra. Ba một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm tựa như xuyên qua một vệt sóng gợn, trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian một mảnh tối tăm mờ mịt, vị trí bọn hắn là một chỗ đất bằng, phía sau là vách núi sâu không thấy đáy. Đột nhiên, từng đợt hồn lực bàng bạc như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hồn lực thật là nồng nặc, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Sở Phiền cười ha ha, hắn tựa như một cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không sai, nhiều hồn lực như vậy hắn cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, hồn lực Tiêu Phàm liền khôi phục hoàn toàn, hơn nữa căn bản không có xu thế dừng lại, hắn muốn thừa cơ đột phá chiến đế hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi có ngửi được hương hoa hay không? Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi. Đột nhiên hỏi, hoa gì đều không liên quan đến ta, ha ha, nhiều hồn lực như vậy ta nhất định có thể đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong. Sở Phiền kích động không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn để ý tới Sở Phiền, nhún nhún cái mũi tại bốn phía tìm kiếm, sau 10 cái hô hấp, con người Tiêu Phàm bỗng nhiên rơi vào bên trong một mảnh đất trũng. Nơi đó,
mọc ra một đóa hoa tiên diễm yêu dị, đóa hoa đỏ đến phát tím biến thành màu đen, cánh hoa trong ngoài chia 9 vòng, bài bố chặt chẽ, nhìn qua như mộng như huyễn. Tiêu Phàm con người hơi hơi rung động, trực tiếp kêu sợ hãi, U Minh thần hoa. Lấy tâm tính Tiêu Phàm, rất ít cái có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy, dù là cửu phẩm linh dược cũng không ngoại lệ, nhưng mà U Minh thần hoa là một trong linh dược làm cho Tiêu Phàm chấn kinh. Luyện dược sư đều chỉ biết rõ dược tài chia làm cửu phẩm, lại không biết phía trên cửu phẩm còn có một thần phẩm, chỉ là hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Mà U Minh thần hoa chính là linh dược thần phẩm trong truyền thuyết, nếu như không phải tu la truyền thừa giải phong một tầng ký ức, Tiêu Phàm cũng không nhận ra U Minh thần hoa. Nghe đồn, người sau khi chết, linh hồn sẽ không lập tức biến mất, lại ở bên cạnh thi thể ngừng chân một đoạn thời gian, sau đó mới chậm rãi tan rã giữa thiên địa. Nếu như trong khoảng thời gian này, có thể làm cho thân thể người chết khôi phục nguyên dạng liền có khả năng để cho linh hồn cùng thân thể hòa làm một thể, sống thêm một đời. Chỉ là muốn để linh hồn một lần nữa cùng thi thể dung hợp, nhất định phải mượn nhờ một loại môi giới, U Minh thần hoa chính là một loại môi giới, có thể thấy giá trị của U Minh thần hoa lớn thế nào. Nắm giữ U Minh thần hoa tương đương với nắm giữ sinh mệnh thứ hai, giá trị khó mà cân nhắc. Nơi này lại có U Minh thần hoa, hơn nữa đã thành thục. Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, chậm rãi hướng về U Minh thần hoa đi đến, quang mang hồng sắc đem Tiêu Phàm chiếu đỏ tươi, tựa như nhuộm máu. Bất quá, dùng mức độ hồn lực đậm đặc nơi đây có thể dựng dục thần phẩm U Minh thần hoa cũng thập phần bình thường. Tiêu Phàm xuyên thấu qua tia sáng u ám, lúc này mới cẩn thận đánh giá tứ phương, phát hiện vị trí hắn là thông đạo rộng nhất. Đi lên phía trước, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, hơn nữa đen kịt vô cùng. Mặc dù hắn không biết nơi này hồn lực tại sao nồng đậm như vậy, nhưng có lẽ có quan hệ cùng U Minh thần hoa. Cho dù là hắn, bằng vào hồn lực bên trong lối đi này cũng có thể đột phá cảnh giới chiến đế hậu kỳ. Bất quá, giờ phút này tâm thần Tiêu Phàm đều đặt phía trên U Minh thần hoa. Đi đến bên cạnh U Minh thần hoa, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đào ra rễ cây, đáng tiếc nơi này căn bản là không có cách sử dụng hồn giới chi lực. Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời thu nhập trong tay áo. Đến tìm một miếng gỗ hoặc thạch đầu điêu khắc một kiện không gian hồn binh mới được, bằng không dược lực bên trong trôi qua, vậy liền phung phí của trời. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hồng hộc, nhưng vào lúc này, một đạo ngân sắc thiểm quang lăng lệ lấp lóe trong khóe mắt Tiêu Phàm, giống như tia chớp xông thẳng đến hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, theo bản năng né tránh về phía sau. Đạo ngân sắc thiểm quang vừa lúc sát bên mũi xẹt qua, cắt rụng vài cọng tóc của hắn. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, cũng may hắn vừa nãy đã khôi phục không ít hồn lực, bằng không một kích này cũng đủ để lấy tính mạng hắn. Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo kiếm khí từ phía trước thông đạo đen kịt truyền đến, kim quang chiếu xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là một người thanh niên mặc trường bào màu trắng. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, mái tóc dài màu trắng bay xuống trên vai, mi tâm có một khỏa đá quý hình thoi hồng sắc. Tiêu Phàm liên tục nhanh chóng thối lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ, kiếm khí ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi, quỷ dị là bốn phía vách đá thông đạo kiên cố tới cực điểm, dù là kiếm khí sắc bén như thế cũng khó tổn thương. Cũng không phải đối phương thực lực thấp hơn Tiêu Phàm, chủ yếu là hắn không muốn hủy U Minh thần hoa trong tay. Mấy tức sau, Tiêu Phàm đã bị bước đến bên người Sở Phiền, cự ly vách núi chỉ có mấy trượng. Tiêu đại ca, xảy ra chuyện gì? Sở Phiền bỗng nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên bị bạch bào thanh niên cách đó không xa hấp dẫn, bạch bào thanh niên không có tiếp tục xuất thủ, có lẽ là lo lắng Tiêu Phàm rơi xuống vách núi, không chiếm được U Minh thần hoa. Đem U Minh thần hoa giao ra. Bạch bào thanh niên mở miệng. Quanh thân kiếm khí lượn lờ, sát khí bắn ra bốn phía, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói một chữ không, hắn sẽ lập tức ra tay giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, chính là ngọc bài dự thi, trên ngọc bài dự thi có một điểm sáng màu xanh lục cùng một điểm sáng màu đỏ trùng điệp tại cùng một chỗ. Người này cũng là người tham gia Nam vực đại bỉ. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, ấn tượng bên trong có vẻ như không có người cường đại như thế. Bạch bào thanh niên tu vi không thấp, lại là chiến đế hậu kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ khoái mạn kiếm ý,
đây là tu sĩ kiếm đạo xuất thủ nhanh nhất trong những người hắn từng gặp. Ngươi không phải Thánh Thành Bát Tuấn, ngươi là ai? Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia đề phòng, bất quá lại không có quá mức e ngại. Đem U Minh Thần Hoa giao ra. Bạch bào thanh niên không có trả lời Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn U Minh Thần Hoa. Có bản sự tự tới lấy. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, sau đó đối với Sở Phiền sau lưng truyền âm nói, tiểu tử, cầm thay ta. Cẩn thận một chút, đừng làm hư. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay quăng ra, đem U Minh Thần Hoa ném cho Sở Phiền sau lưng. Đối mặt bạch bào thanh niên, Tiêu Phàm cũng không thể không đối phó cẩn thận, chủ yếu nhất là không thể làm hư U Minh Thần Hoa. Nhưng mà một cử động kia của Tiêu Phàm, theo bạch bào thanh niên thấy đó là Tiêu Phàm tình nguyện đem U Minh Thần Hoa ném vào đáy thâm uyên, cũng không nguyện ý cho hắn. Bởi vì Sở Phiền đem U Minh Thần Hoa chộp vào trong tay, U Minh Thần Hoa đột nhiên không thấy. Tiêu Phàm, là ngươi tự tìm chết. Bạch bào thanh niên đột nhiên gầm thét một tiếng, bước chân vừa nhảy, khí tức khủng bố hướng về Tiêu Phàm đánh tới. À, nguyên lai ngươi biết ta. Khuôn mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, không có mảy may sợ hãi, tu sĩ cùng tuổi một đời thật đúng là không mấy người lọt trong mắt hắn. Chí ít, vô song thánh thành không có mấy người, về phần những thiên tài cổ tộc Tiêu Phàm còn không có gặp qua, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi là Chỉ Thu Tuyết. Bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vũ động, rất nhiều lợi kiếm hướng lấy Tiêu Phàm ám sát đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Bàn thạch thánh kiếm trong tay Tiêu Phàm vung lên, hồn lực tràn vào, một cỗ khí tức nặng nề tỏa ra, thân hình Tiêu Phàm lảo đảo. Mẹ nó, nặng như vậy, Tiêu Phàm ý thức được, bàn thạch thánh kiếm vậy mà nặng đến trên vạn cân, nếu như không phải hắn đã là chiến đế cảnh đoán chừng còn không vung lên được. Trong đầu Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước Phúc Bá đưa cho hắn trọng kiếm vô phong, đồ vật này là thứ tốt để tu luyện lực bộc phát. Oanh long long. Bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng sáng chói, kiếm khí đầy trời chôn vùi hóa thành hồn lực đáng sợ ba động quét sạch tứ phương, nếu là vách đá bình thường thì đoán chừng sớm đã vỡ nát. Tuyết phủ phân phi, đây là Chỉ Thu Tuyết kêu nhỏ một tiếng, bên trong thông đạo đột nhiên rơi xuống đầy trời mưa tuyết như đao, như kiếm, sắc bén tới cực điểm, che kín hư không. Từng đóa bông tuyết giọt nước mưa rơi vào trên người Tiêu Phàm, trong hư không mưa máu bay tán loạn. Trên người Tiêu Phàm xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nghiễm nhiên, chiêu tuyết phủ phân phi, trên thực tế bay tán loạn cũng không phải là mưa tuyết, mà là mưa máu. Lít nha lít nhít mưa tuyết kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, nhìn như rất chậm lại nhanh đến cực hạn. Tam trọng khoái mạn kiếm ý cùng băng tuyết ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thực lực Chỉ Thu Tuyết vượt qua hắn dự liệu, bất quá Tiêu Phàm không lo. Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn thốt ra, bất hủ kiếm giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.